Uyên, Chào ngươi cả muốn nhà gì? đã Ngươi đến với muốn kênh phản bội Tự tiên Mập vương sao? TV, chúc Ngươi cả có nhà biến xem tử phim kim vui bài, vẻ. nhưng ta có thanh hộ quốc thần kiếm, trên có thể chém vua vô đạo, dưới có thể trừ gian tặc loạn thế, dù là thiên tử cũng có thể một kiếm chém đứt. Ngươi đi chết đi. Tiên sinh giết hay lắm. Đa tạ đại sư huynh, giúp chấm trừ hại lớn này. Chiến trường ta xuất kiếm không phải vì ngươi, mà vì thiên hạ này và lê dân bách tính. Nếu một ngày ta phát hiện ngươi gây họa cho bách tính, ta nhất định giết ngươi. Đại sư đế yên tâm, trong thời gian trường ca tại vị, nhất định tuân theo lời dạy của đại sư đế, cần mẫn yêu dân, không phụ lòng đại sư đế. Tiên, chàng trai ngốc nghếch 8 năm cuối cùng đã tỉnh lại. Qua hồi ức, công ty của vợ chuẩn bị phá sản, buộc phải tái hôn với đại gia. Trước khi đi, vợ quyết định dâng hiến mình cho anh. Hai người ngọt ngào như vậy, trải qua đêm đó, nhìn người chồng ngốc, đôi mắt cô gái đầy lưu luyến, thiếu gia vội đến để giành người. Vì gia đình, cô gái phải chấp nhận thỏa hiệp. Sau đó hắn sắp xếp đàn em hạ thủ người chồng ngốc. Chàng trai bất ngờ mở mắt, đêm qua ngủ cùng vợ, không ngờ đã khiến anh hồi phục tu vi. Vợ đã bảo vệ anh 3 năm, anh ấy thề rằng sẽ bảo vệ vợ suốt đời. Dừng lại, thằng ngốc kia, tiệc cưới của Triệu thiếu và vợ anh chưa bắt đầu, không có cơm thừa đâu, cút đi. Triệu Tô Hào, kẻ ti tiện, cũng dám thèm muốn vợ tôi, nghiến đi, cậu dám bất kính với Triệu thiếu, anh em, lên. Đế sư đã tỉnh. Truyền lệnh của tôi, chuẩn bị yến tiệc đế sư, chào đón đế sư trở về. Ra ra, người nắm quyền 4 tập đoàn, tài chính hàng đầu thế giới, đang chờ người ở phòng họp, biết rồi. Chủ nhân đã tỉnh, ông nội này, Hữu Dung, thông báo cho họ, cuộc họp được hoãn lại, tôi phải đi gặp chủ nhân ngay, vâng. Là sư phụ đã tỉnh lại. Ba trăm năm rồi. Cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm anh ấy thôi. Vận Nhi, Triệu Thiếu có thể thích cô, là vinh dự của cô. Sau ngày hôm nay, cô nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Triệu Thiếu. Hiểu không? Đúng đó chị, Triệu Thiếu này là nhân trung Long Phượng. So với cái kẻ ngốc Trần Nguyên, mạnh gấp vạn lần. Ngày tốt của chị sắp đến rồi, im miệng. Trần Nguyên tính là cái gì? Hắn ta chỉ là một kẻ ngốc. Ngay cả việc mang giày cho Triệu Thiếu cũng không xứng. Đây không phải là cái người của Đường gia, cái tên phế vật rể rước ấy à? Sao hắn lại đến đây? Hôm nay là ngày vui của Triệu Thiếu, tên ngốc này đến làm loạn, hắn không muốn sống nữa à? Ai để tên ngốc vào đây? Bảo vệ bên ngoài đều đi ăn cơm hết rồi à? Một đám phế vật còn không ngăn nổi một tên ngốc. Tên ngốc còn dám đến làm loạn chuyện của Triệu Thiếu. Trần Nguyên, đây không phải chỗ anh nên đến, mau đi đi. Trần Nguyên, tôi nhớ anh và chị tôi còn chưa ly hôn phải không? Thật tốt, anh ký ly hôn trước mặt mọi người ở đây, khỏi phải xấu hổ. Đường Âm, tôi đã đồng ý gả cho Triệu Tô Hào rồi, tại sao cô còn muốn làm nhục Trần Nguyên? Hơn nữa, Trần Nguyên đã ở nhà chúng ta 5 năm, chẳng lẽ cô đối với anh ấy không có chút tình cảm nào sao? Tình cảm giá bao nhiêu một cân? Triệu Thiếu không những có thể dẫn dắt chúng ta Đường gia hồi sinh, mà còn có thể khiến Đường gia chúng ta lột xác phát triển không ngừng. Hắn một đứa ngốc có thể làm được sao? Năm đó nếu không phải ông nội cô nhất quyết giữ lại đứa ngốc này, ta đã sớm đuổi hắn ra khỏi Đường gia rồi. Phát triển không ngừng có khó gì, chỉ cần Vận Nhi muốn, ta bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Đường gia đạt đỉnh cao thế giới. Trần Nguyên, đừng nói đùa như vậy. Vận Nhi, em tin anh đi, anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Trần Nguyên, anh đã hồi phục trí tuệ rồi sao? Hồi phục, tôi thấy hắn không chỉ ngốc mà còn biết mơ mộng ban ngày, còn việc đạt đỉnh cao đại hạ chỉ dựa vào hắn, một đứa ngốc ngoài ăn chỉ biết ngủ còn mơ tưởng đạt đỉnh cao đại hạ, thật là buồn cười vô cùng. Trần Nguyên, cậu cũng không soi mình một chút, nhìn lại xem, ngay cả người được thẩm gia ưa thích Triệu Thiếu cũng không dám nói là dẫn dắt Đường gia chúng ta lên đỉnh thế giới. Cậu một kẻ chỉ dựa vào Đường gia sống sót nhờ thừa cơm còn dám nói lớn, thật là gia môn bất hạnh. Danh dự Đường gia của chúng ta hôm nay sẽ bị hủy hoại trong tay cậu. Thẩm gia chính là danh xưng toàn cầu đều có tài sản, là thế giới này Thẩm gia đệ nhất tài phiệt. Đúng vậy, Thẩm Vạn Tam, người đứng đầu về tài chính, chính miệng hứa hẹn bây giờ Triệu gia của chúng ta là ở thiên thành đệ nhất đại gia tộc dưới Thẩm gia, không ai có thể ngang hàng. Thẩm Vạn Tam, cái thằng suýt bị ăn trong nạn đói đã trưởng thành tình cảnh bây giờ thật thú vị. Thẩm Vạn Tam, đó là nhân vật tài chính vĩ đại của đại hạ, một nhân vật thần thoại. Triệu Thiếu không hổ là Triệu Thiếu, sau này xin hãy ở trước mặt tài tôn đại nhân vì Đường gia chúng tôi nói thêm vài lời hay, điều này có gì khó? Dù sao tôi không giống một số người phế vật chỉ biết mơ mộng những giấc mơ không thực tế, đừng hiểu lầm nhé, tôi đang nói về cậu đấy. Trần Nguyên cười cái gì, tôi cười cậu ngốc thôi. Cậu thật sự nghĩ có Thẩm Vạn Tam chống lưng cho cậu là có thể làm bất cứ điều gì? Cậu có biết không, ngay cả Thẩm Vạn Tam gặp tôi
cũng phải quỳ xuống xin lỗi, tôi không cho phép anh ta đứng dậy, anh ta không dám đứng lên. Trần Nguyên, không ngờ anh cũng có một mặt đầy bá khí như vậy, giá như anh sớm hồi phục trí nhớ, cho cười mới, Thẩm Tiên Sinh là người quan trọng của đại hạ, còn anh, chỉ là một kẻ hèn mọn phế vật, ngay cả việc mang giày cho bản thiếu gia, anh cũng không xứng, mà còn dám nói lớn ở đây à? Trần Nguyên, ai cho anh cái quyền nói như vậy? Anh, người ngốc này, anh quên rồi à, nếu không phải nhờ đường vận của chúng ta, anh giờ này vẫn đang ở bên đường, nhặt rác để ăn đấy. Trần Nguyên, tôi khuyên anh, bây giờ hãy quỳ xuống, và cúi đầu xin lỗi bản thiếu gia, biết đâu, bản thiếu gia, còn có thể khoan dung, tha cho anh một mạng. Trần Nguyên, Triệu gia này muốn lấy mạng anh, việc này dễ như trở bàn tay. Anh nên mau chóng quỳ xuống xin lỗi, nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa này, ngươi tán dương Triệu Tô Hào như vậy, chỉ vì, hắn có thể mang lại lợi ích cho ngươi, ngươi có biết Triệu gia trong mắt ta, chỉ là những con kiến dễ dàng bị tiêu diệt không? Những gì Triệu gia có thể cho, ta Trần Nguyên cũng có thể cho, hơn nữa, chỉ cần một lời nói của ta, cũng có thể khiến Triệu gia không thể sánh kịp. Trần Nguyên, ngươi đừng có mà hỗn láo, Đường Vận, ta ra lệnh cho ngươi, nhanh chóng ly hôn với hắn, phải đấy chị, còn chần chừ gì nữa, nhanh đồng ý đi, chẳng lẽ ngươi muốn đợi cho đến khi Đường gia bị tên ngốc này làm liên lụy đến mức tan nhà nát cửa, ngươi mới vui sao? Trần Nguyên, anh mau đi đi, Triệu Tô Hào tàn nhẫn độc ác, nếu tiếp tục như vậy, anh sẽ mất mạng đấy. Vận Nhi, đừng sợ, em bảo vệ ta 3 năm, ta sẽ bảo vệ em bình an suốt đời. Mang giấy ly hôn ra đây. Trần Nguyên, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Đường Vận, hãy ký vào đây. Vận Nhi, còn do dự gì nữa? Kẻ ngốc này đã khiến Đường gia chúng ta khổ sở chưa đủ sao? Đến bây giờ, Đường gia chúng ta đang trên bờ vực phá sản, chỉ có Triệu Thiếu mới có thể làm sống lại công ty. Đây là hy vọng duy nhất của Đường gia chúng ta. Chị ơi, chị thực sự muốn vì kẻ ngốc này mà bỏ mặc Đường gia sao? Chị mau quý vào đi. Vận Nhi, 3 năm qua tôi không tỉnh táo, thực sự không chăm sóc tốt cho em, nhưng nếu em muốn ly hôn với tôi không trách em, nhưng nếu em muốn ở bên tôi, không ai có thể ép em rời xa khỏi tôi. Tôi không ký vào thỏa thuận ly hôn này. Đường Vận, ô ngốc à, cô có biết không, đây là con đường sinh tồn cuối cùng của Đường gia chúng ta. Đường Vận, cô dám vì kẻ ngốc này mà bỏ mặc Đường gia sao? Cô thật là phản nghịch. Tôi sẽ không rời bỏ Trần Nguyên. Các người rõ ràng biết, Triệu Tư Hào là kẻ hại Đường gia chúng ta, là nguyên nhân tai ương, còn bắt tôi gả cho hắn. Tôi không đồng ý. Đường Vận, tôi khuyên cô nên ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với tên ngốc này, nếu không, tôi sẽ khiến Đường gia của cô không còn một chút sức sống nào. Vợ yêu, đừng sợ, đến đây. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Vợ yêu, từ giây phút này, tôi sẽ là sức sống của Đường gia, tôi sẽ khiến Đường gia chúng ta vô đối trên đời. Cậu chỉ là một tên ngốc, ngoài làm Đường gia chúng ta xấu hổ, cậu còn có thể làm gì được? Cậu còn nghĩ mình vô đối à? Đừng quên, nếu không có Đường gia chúng ta, cậu đã chết đói từ lâu rồi. Bây giờ cậu còn không thể chuẩn bị nổi một món sính lễ. Sính lễ của Triệu Thiếu đã có thể giúp Đường gia chúng tôi tiến gần mút trời, chỉ có mình cậu, thằng ngốc, lại làm cho Đường gia chúng tôi trở thành trò cười. Bà làm sao biết tôi không thể chuẩn bị sính lễ? Trần Nguyên, cậu không có một xu dính túi, còn không đủ tiền ăn cơm, làm sao có thể chuẩn bị sính lễ? Đừng mơ mộng nữa được không? Thằng ngốc, tôi không quan tâm cậu có thông minh thật hay là đang giả vờ rốt nát, cậu đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Nếu hôm nay cậu chuẩn bị được món sính lễ quý giá hơn của tôi sẽ hào phóng tha cho cậu một mạng, nhưng nếu cậu không chuẩn bị được, đừng trách tôi không khách sáo. Triệu Tô Hào, anh, người ti tiện như anh cũng muốn so sánh với tôi, anh xứng sao? Kẻ ngốc, cậu đang tìm cái chết à? Triệu Thiếu, sao lại tranh cãi với một kẻ ngốc như vậy nhỉ? Hắn toàn nói những lời điên rồ. Kẻ ngốc, hôm nay cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, nếu hôm nay cậu không mang đến phần lễ vật, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Thiếu, anh cũng tin lời kẻ ngốc này sao? Để hắn mang lễ vật ra, anh không bằng giết hắn đi. Được, vì vậy, nếu anh thật sự muốn tự làm nhục mình, thì hôm nay tôi sẽ giúp anh, nhưng nếu anh thua, tôi muốn tất cả những người đã từng bắt nạt Đường Vận đều phải cúi đầu xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi, đùa à, đừng nói là cậu, một kẻ ngốc này, dù là toàn bộ thiên thành, ai dám khiến bản thiếu gia này phải quỳ, ai dám? Hôm nay tôi, Trần Nguyên, lên bẩm thiên đình, xuống tọa âm phủ, dùng 6 lễ vật làm sính lễ cầu hôn, lấy Đường Vận làm vợ. 6 lễ vật làm sính lễ, cậu e là một phần cũng không chuẩn bị nổi. Thẩm Vạn Tam, Lăng Mộ Hoa, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Chiến Trường Ca, nhanh chóng chuẩn bị sính lễ, tới Đường gia Từ Đường, tuân theo chỉ thị, Hữu Dung, nhanh, cho họ lấy tất cả kho báu mà tôi đã thu thập ra ngoài, đi cùng tôi tới Đường gia, để gặp chủ nhân, ông nội, những thứ đó của ông,
đều là bảo vật vô giá. Ông cứ thế mà cho đi. Cô hiểu cái gì? Mạng sống ông cũng là do hắn ban cho. Dù phải hy sinh cả Thẩm gia, tôi cũng nguyện ý. Nhanh lên, nhanh lên. Vâng ông nội. Đại hạ tài tôn, Thẩm Vạn Tam, Lăng Mộ Hoa, chẳng lẽ là vị đó sao? Môn chủ của Thiên Y Môn, Y Hoàng của Đại Hạ, Lăng Mộ Hoa, và tông môn hàng đầu của Đại Hạ, Di Hoa Cung, Liên Tinh, Yêu Nguyệt, hai vị cung chủ, chiến trường ca, chẳng lẽ là người lãnh đạo Đại Hạ, nữ đế đại nhân, Trần Nguyên, cậu giả ngốc cũng phải có giới hạn, những gì cậu vừa nói, đủ sức lật đổ Đại Hạ, họ là những kẻ như thế nào, lại chuẩn bị của hồi môn cho cậu, đừng mơ nữa, Trần Nguyên, cậu có biết không, những lời cậu vừa nói, nếu lan truyền ra ngoài, không chỉ mình cậu, tên ngốc này, ngay cả Đường gia, lúc đó, cũng sẽ bị chôn theo. Cậu tên ngốc này, Đường gia của chúng tôi đối xử với cậu không tốt, cậu cũng không thể làm hại chúng tôi. Các người có biết không, những người mà các người nói, khi gặp tôi, cũng phải cúi đầu, Trần Nguyên, đừng nói nữa. Những người giàu có và quyền lực, cùng với hai vị cung chủ và nữ hoàng, đều là những người chúng ta không thể đụng đến. Vợ yêu, em tin anh, có anh đây, trên đời này, không còn ai khiến em phải sợ hãi. Trần Nguyên, bản thiếu gia duyệt người vô số, vội vã muốn chết, cũng chỉ có cậu một cái. Cứ cười đi. Cười đi, cười hết cỡ đi, tôi hy vọng vào lúc lễ vật đến, tôi muốn xem cậu con kiến này, còn có can đảm, cười nói chuyện với tôi hay không, ừ, được lắm Trần Nguyên, cậu thật sự là kiểu người, không thấy quan tài không đổ lệ, vậy trước khi cậu chết, tôi sẽ cho cậu một phen hiểu biết, sức mạnh của triều gia. Các món sinh lễ. Chìa khóa này là của Long Phủ ở Côn Luân, biệt thự, mọi người đều biết, Côn Luân Long Phủ là khu biệt thự xa hoa nhất ở thành phố của chúng ta, trị giá 100 triệu. Cái này là dự án phát triển mà Triệu gia đang triển khai ở phía bắc thành phố, trị giá 1 tỷ. Về món quà thứ ba này, nghe nói lão Thái Quân không khỏe, tôi đã đặc biệt xin được một viên đan dược cấp 4, có tác dụng trẻ hóa và kéo dài tuổi thọ. Thật thơm quá, thật tuyệt vời. Viên đan cấp 1 này là cực kỳ hiếm có, viên đan cấp 4 này chỉ có Thiên Ưng Môn mới có thể đưa ra được, những món lớn như thế này thật sự là vô giá thật đấy. Lão Thái Quân, không biết hôm nay ba phần lễ vật của tôi này, lão Thái Quân có cảm thấy hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng, lòng tốt dành cho ta thật sự quá lớn, ta cảm thấy xấu hổ. Đường Vận, cô còn không mau cắt đứt quan hệ với kẻ ngốc này, lẽ nào cô muốn trợ mắt nhìn Đường gia chúng ta bị hắn hại đến tán gia bại sản sao? Nghe thấy không, kẻ ngốc, bản thiếu gia chỉ cần ra tay nhẹ nhàng đã là giới hạn mà cậu, kẻ phế vật này có thể tiếp cận được. Những thứ như này không đáng lên mặt bàn, cậu cũng dám mang ra. Thôi rồi, Trần Nguyên, cậu thật là gan lớn, những rác rưởi như thế này chưa đủ tầm để vào mắt tôi. Trần Nguyên, cậu điên rồi, Trần Nguyên, cậu không muốn sống nữa à? Cậu biết viên dưỡng nhan bậc 4 này quý giá đến mức nào không? Trần Nguyên, cậu lại còn phá hủy viên dưỡng nhan của tôi. Tôi xem, cậu cố ý làm nhục Triệu Tô Hào tôi, phải không? Trần Nguyên, anh gây chuyện rồi. Triệu thiếu, Trần Nguyên không cố ý. Cậu ta như con kiến vậy, chưa đủ tư cách để tôi làm nhục. Lão Thái Quân, tên ngốc này, lại ba lần năm lượt làm nhục bản thiếu, làm bản thiếu tức giận. Nếu hôm nay không giải quyết cho tôi, thì đừng trách bản thiếu khiến Đường gia của các người bị xóa tên khỏi thiên thành. Bà ơi, bà hãy đuổi tên ngốc này đi, nếu không Đường gia của chúng ta xong đời. Đường Vận, cô còn không mau cắt đứt quan hệ với kẻ ngốc này, cô muốn để Đường gia chúng ta ra phá nhân vong sao? Vợ yêu ừng sợ, nào, đeo chiếc nhẫn rồng này, tất cả mọi thứ trên đời do em quyết định. Nhẫn rồng. Không ổn, long khí xông lên trời, nhẫn thần đổi chủ, chẳng lẽ chủ nhân gặp nạn, nhanh đến Đường gia, vâng. Nhẫn rồng sư phụ chưa từng rời tay, có chuyện lớn rồi, chúng ta đi thôi. Không được, có thể anh ấy gặp rắc rối, chúng ta phải vội đến Đường gia, được. Nhẫn rồng đổi chủ, sư phụ có nghi, nhanh chóng đến Đường gia, đón sư phụ về, nhẫn rồng. Trần Nguyên, tôi tưởng anh có gì đặc biệt, hóa ra, chính là nhờ cái này, chiếc nhẫn tệ hại ba cái một đồng. Cái thứ rác rưởi này, còn dám nói lớn, cậu thật không biết sống chết. Triệu Vương Hào, tôi khuyên cậu trả lại chiếc nhẫn bản long cho tôi, nếu nó có một chút hư hại, không chỉ cậu, ngay cả triệu gia của cậu, chết không thể sửa chữa. Chết không thể sửa chữa. Tôi sợ lắm đây, ôi, cậu tên ngốc này, vừa rồi không phải đã nói, chiếc nhẫn này rất mạnh mẽ sao, giờ tôi đạp vỡ nó ra. Tôi làm sao không có chuyện gì, còn chẳng sao cả, Triệu Thương Hào, tôi chỉ có thể nói với cậu, hành động vừa rồi của cậu, không chỉ đưa cậu đến mức đường cùng, mà còn là cả triệu gia của cậu. Một chiếc nhẫn bỏ đi,
không ai muốn, còn mơ hủy diệt Triệu gia của tôi, thật là trò cười lớn. Trần Nguyên, đừng có ở đây mà, làm ra vẻ, tôi nói cho cậu biết, hôm nay, sẽ không có ai đến, gửi sính lễ cho cậu đâu, người đâu, ném hắn xuống biển, cho cá ăn. Trần Nguyên, tất cả hôm nay, là do cậu tự chuốc lấy, các người không nghe thấy, lời Triệu thiếu đã nói sao, mau đuổi hắn đi, sính lễ đã đến. Biệt thự Côn Luân Long Phủ, tổng giá trị 7 tỷ, một hợp đồng hợp tác 100 tỷ, một viên đan dược cấp 9. Sính lễ của Trần Tiên Sinh đã đến, xin hãy kiểm tra. Biệt thự trị giá 70 tỷ, điều này làm sao có thể, tài sản 100 tỷ, tổng tài sản của hàng trăm gia đình ở thành phố, cũng chỉ vừa đủ 100 tỷ, đường ra đang vươn lên không ngừng. Viên đan dược cấp 9. Trần Nguyên, làm sao anh có thể sở hữu bảo vật Trấn Sơn của Thiên Y Môn, đan dược chống lão hóa cấp 9, điều này không thể nào. Đan dược chống lão hóa cấp 4 đã là vô giá trên thị trường, đan dược chống lão hóa cấp 9 đó là thứ có thể làm cho người ta trẻ lại, thần dược vô song. Trần Nguyên, rốt cuộc anh là ai vậy? Trần Nguyên, những lễ vật này đều do anh sai người gửi tới phải không? Vợ ơi, đây chỉ là lễ vật đầu tiên, tôi đã nói tôi muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Không thể nào, Trần Nguyên chỉ là một kẻ ngốc, làm sao có thể thật sự có ai gửi lễ vật thay hắn được. Tôi thấy những người này chỉ là diễn viên được hắn thuê để lừa chúng ta. Không sai, đan dược chống lão hóa cấp 9 quả thật là vô cùng quý giá, ngay cả chủ nhân Thẩm gia cũng chỉ sở hữu được khi còn trẻ, nhận được một viên từ một tiên nhân tặng, làm sao có thể rơi vào tay một tên ngốc như cậu. Cậu có biết viên dưỡng nhàn cấp 9 này chính là do tôi luyện chế, sau đó mới tặng cho Thẩm Vạn Tam, nhưng không ngờ ông ấy lại sẵn lòng dùng nó làm sính lễ. Thật là có tâm, Trần Nguyên, đừng có ở đây mà nói linh tinh, cậu nghĩ, mời một vài diễn viên, làm một số hàng giả, chúng tôi sẽ tin, mấy trò bịp bợm của cậu à, tôi, hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, tặng Trần Tiên Sinh sính lễ. Một bộ phượng mão hạ y, một chiếc kiệu ngọc 9 rồng. Chắc chắn là cậu, tên phế vật này, mời tới mấy diễn viên này. Chủ nhân Thiên Y Môn, Lăng Mộ Hoa, tặng Trần Tiên Sinh sính lễ, một củ nhân sâm 100 năm, một cây linh chi 1000 năm, một bông tuyết liên 1000 năm. Điều này, là sính lễ dành cho đường gia chúng ta. Đường gia chúng ta phát tài rồi. Điều này hoàn toàn không thể, Thẩm Vạn Tam, hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, và Lăng Thần Y, đều là những người quyền thế, vô cùng lớn, làm sao họ có thể, gửi sính lễ, cho kẻ ngốc này, không thể nào, mọi người còn nhớ chứ. Trần Nguyên, kẻ phế vật này đã nói, sẽ mang 6 sinh lễ, để cưới chị tôi làm vợ, đây mới chỉ là 4, vậy nên, chắc chắn là có nhầm lẫn, tôi muốn xem. Ai dám bất kính với chủ nhân? Lão già từ đâu ra thế, dám khoe khoang, trước mặt bản thiếu gia, không muốn sống nữa sao, khẩu khí thật lớn, và miệng hắn. Thiện nhân, dám đánh tôi, cô biết tôi là ai không, có biết hay không, ngay cả Thẩm Vạn Tam, người giàu có, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, sắp tới sẽ hợp tác với Triệu gia của chúng tôi, dám động tay với tôi, cậu nói, Thẩm gia, muốn cùng Triệu gia các người hợp tác, phải không, làm sao, bây giờ sợ rồi à, vậy tôi khuyên ông, hãy ngoan ngoãn, giao cô nàng xinh đẹp này, cho bản thiếu, làm đồ chơi, nếu không thì, hôm nay sẽ là ngày chết của ông. Này có chút thú vị, đã lâu lắm rồi, không ai dám, làm loạn trước mặt tôi, Thẩm Vạn Tam, ông chỉ là, tên ngốc Trần Nguyên thuê, là một diễn viên hạng ba mà thôi, còn dám giả mạo tài tôn đại nhân, Thẩm Vạn Tam, lão già, ông đang chơi với lửa đấy. Hôm nay cái lửa này tôi sẽ chơi cho bằng được. Làm gì thế, buông tôi ra. Mở to mắt ra, nhìn kỹ đi, đây là cái gì? Đây, là cờ của Thẩm gia, với nhện đen và rồng bạc, các người là... Thẩm Vạn Tam hộ giá chậm trễ, xin chủ nhân trách phạt. Thẩm Vạn Tam, ông thật sự là, tài tôn đại nhân Thẩm Vạn Tam, bà ơi, chuyện này là thế nào? Tài tôn đại nhân, sao lại, quỳ gối trước tiểu tử này, trong đời được gặp, chủ nhân... Tôi, Vạn Tam, chết không hối tiếc. Đứng lên đi. Vâng. Tài tôn đại nhân, tôi có mắt không tròng. Nếu tôi biết, ông thật sự là tài tôn đại nhân, dù có mượn tôi 10 cái can đảm, tôi cũng không dám bất kính với ngài. Xin ngài tha mạng cho tôi. Không chỉ mình cậu có tội, mỗi người ở đây, hôm nay dám đối với chủ nhân, bất kính. Vạn Tam quyết tâm điều tra rõ ràng từng người. Tài tôn đại nhân, có phải ông nhận nhầm người không? Trần Nguyên hắn, chỉ là kẻ ngốc mà chị tôi nhặt về. Từ bên đường thôi mà, làm sao có thể là chủ nhân của ông được, láo xược. Nếu tôi còn nghe thấy cô bất kính với chủ nhân nữa, tôi sẽ không miệng cô lại, tôi đã lâu không khâu miệng ai rồi.
Tài Tôn đại nhân, ở đây có thể có hiểu lầm gì không? Trần Nguyên chỉ là một kẻ phế vật thôi mà. Triệu Thư Hào, cậu thật là gan lớn. Từ hôm nay trở đi, chấm dứt mọi hợp tác với Triệu gia. Ngươi là đồ ngu ngốc không có mắt, đánh gãy tứ chi rồi ném ra ngoài. Không phải, Tài Tôn đại nhân, tôi thực sự biết sai rồi. Lần sau tôi không dám nữa. Tôi xin ngài tha cho cái mạng chó này. Chủ nhân, Vạn Tam xử lý thế này, chủ nhân có hài lòng không? Trần Nguyên, ngươi thực sự muốn diệt sạch sao? Ngươi có biết làm người nên chừa đường lui, sau này dễ gặp lại không? Triệu Thư Hào, ngươi là cái thá gì? Ngươi dám đe dọa chủ nhân sao? Người đâu, ném hắn xuống biển, cho cá ăn, ta muốn xem kẻ nào to gan, dám làm hại em trai ta, Triệu Thiên Bá. Anh đến rồi. Thẩm Vạn Tam, ngươi chỉ là một kẻ buôn bán tầm thường, cũng dám ức hiếp Triệu gia ta. Ngươi có biết phía sau Triệu gia có chỗ dựa là Tịnh Kiên Vương và Thế Tử không? Thế lực sau lưng Triệu gia thật là Thế Tử Điện Hạ. Đúng vậy, tôi đã mất 10 năm mới nhận được sự tín nhiệm của Thế Tử Điện Hạ. Bây giờ ngay cả Tịnh Kiên Vương cũng coi trọng tôi. Tịnh Kiên Vương, Tịnh Kiên Vương là cái gì chứ? Chủ nhân cẩn trọng lời nói. Tịnh Kiên Vương Tiêu Vô Nhan là bậc đại thần, nắm giữ quyền lực lớn, ngay cả quốc chủ Đại Hạ Chiến Trường Ca cũng phải kính trọng ông ta ba phần, không thể xem thường. Chiến Trường Ca. Xin đế sư ban tên cho con gái tôi. Cô gái này số mệnh phi thường, có tướng mệnh của thiên tử, hiện nay bốn bể yên bình, hãy đặt tên là Trường Ca nhé. Trường Ca, Chiến Trường Ca, không ngờ đứa trẻ năm đó đã trở thành quốc chủ Đại Hạ. Kẻ ngốc, dù ngươi có Thẩm Vạn Tam ủng hộ cho thì đã sao? Tôi nói cho cậu biết, đằng sau Triệu gia của tôi là Tịnh Kiên Vương, dân không đấu với quan, vậy nên Thẩm Vạn Tam cuối cùng cũng không thể bảo vệ cậu. Nghe đến tên Tịnh Kiên Vương đã sợ đến thế này. Tôi nói cho cậu biết, Triệu gia của tôi được quốc chủ ưu ái sẽ ra sao? Ưu ái của quốc chủ, anh trai, lẽ nào quốc chủ cũng sẽ ủng hộ Triệu gia của chúng ta sao? Đúng vậy, vừa rồi tôi nhận được tin nói rằng đế sư sắp trở về. Quốc chủ tự mình ra lệnh cho thái tử tổ chức tiệc đón đế sư tại thiên thành, và thái tử giao nhiệm vụ trọng đại này cho Triệu gia của chúng ta. Còn có tiệc đón đế sư, nghe nói đế sư của Đại Hạ rất thần bí và đã biến mất từ lâu, không ngờ hôm nay ông ấy lại đến thiên thành của chúng ta. Còn có yến tiệc đế sư, đó là lễ hội long trọng nhất của Đại Hạ, nghe nói chỉ có những gia đình đỉnh cấp và những người đã có đóng góp lớn cho Đại Hạ mới đủ tư cách tham gia. Nhận được tư cách tổ chức yến tiệc đế sư có phải rất vinh dự không? Tên phế vật có biết mình đang nói gì không? Yến tiệc đế sư là quốc yến, là bộ mặt của Đại Hạ, đây là một vinh dự lớn. Chỉ cần Triệu gia của tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Đến lúc đó các gia đình ở thiên thành đều sẽ phải phục tùng Triệu gia của tôi. Khi yến tiệc đế sư được tổ chức, chính là ngày Triệu gia của tôi lên đỉnh cao. Các người Đường gia, nếu không muốn chết, tôi khuyên các người nên ngoan ngoãn đưa Đường Vận đến Triệu gia, nếu không tự chịu hậu quả. Triệu Tô Hào, cậu thật quá đáng. Thẩm Vạn Tam, đừng có mà ra lệnh trước mặt tôi. Tôi nể mặt ông, gọi ông là Tài Tôn. Tôi không nể mặt ông, tôi sẽ cho ông xuống mồ. Đường Vận, cuối cùng cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Sau bữa tiệc đế sư, cô sẽ trở thành đồ chơi dưới thân của bản thiếu. Vì vậy, tôi khuyên cô ngoan ngoãn và nghĩ cách làm sao để trên giường làm vui lòng tôi. Biết đâu tôi sẽ đại từ đại bi mà tha cho Đường gia. Trần Nguyên, đừng xúc động, Triệu gia có chỗ dựa là Thế Tử Điện Hạ, chúng ta không thể đụng đến họ. Vợ yêu đừng lo, có anh ở đây, thế gian này sẽ không còn ai mà em không thể đối phó. Triệu gia nhỏ bé, anh có thể tiêu diệt bằng một cái búng tay. Trần Nguyên, bây giờ không phải lúc để nói lời tức giận. Thế này đi, anh hãy rời khỏi thiên thành, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ đưa anh về. Đường Vận, lúc này rồi, cô vẫn còn bảo vệ hắn sao? Phía sau Triệu gia là Thế Tử, cô nhất định muốn làm Đường gia tan nhà nát cửa, cô mới hài lòng sao? Ôi trời, nhà đầu chết tiệt. Anh mau đi đi, đi, vợ yêu, em về trước đi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Chủ nhân, chắc chắn ngày mai tại yến tiệc của đế sư, Triệu gia sẽ mượn thế lực của quốc chủ và Tịnh Kiên Vương, sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Nhưng chủ nhân yên tâm, dù Thẩm gia của tôi không thể bằng Tịnh Kiên Vương, nhưng sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngài chu toàn. Tịnh Kiên Vương trong mắt ta chỉ là con kiến, không cần lo lắng. Tịnh Kiên Vương có địa vị và quyền lực, thông thạo binh pháp, nhiều năm qua hắn đã tập hợp vô số cao thủ, chắc hẳn rất khó đối phó. Binh pháp của Tiêu Vô Nhan là do ta dạy, thì ra là chủ nhân. Tài năng của chủ nhân khiến Vạn Tam ngưỡng mộ không ngớt. Nhưng Vạn Tam nghe nói trong bữa tiệc đế sư ngày mai quốc chủ sẽ đích thân đến, Vạn Tam lo lắng Triệu gia sẽ lợi dụng quốc chủ để kích động gây bất lợi cho chủ nhân. Nếu ta nói với ngươi, ta chính là đế sư, bữa tiệc đế sư là dành cho ta mà tổ chức, thì ra chủ nhân chính là đế sư. Chủ nhân thật phi thường, tôi Thẩm Vạn Tam dốc toàn lực cũng không bằng một phần của chủ nhân. Không hổ danh là bữa tiệc đế sư, thật có thể khiến trang tộc của Đại Hạ tụ hội, thật phi thường. Bà ơi, cháu nghe nói hôm nay đế sư và quốc chủ cũng sẽ đến. Nếu Triệu gia thông qua bữa tiệc đón đế sư lần này, được sự ưu ái của hai người thì có thể thăng tiến không ngừng.
Đúng vậy, chúng ta nhất định phải trân trọng cơ hội này, ôm lấy đùi Triệu gia, như vậy mới có thể giúp Đường gia chúng ta bay cao vượt trội. Vận Nhi, hôm nay cô nhất định phải hầu hạ tốt Triệu thiếu, tương lai của Đường gia chúng ta đều dựa vào cô. Hai vị công tử Triệu gia, xem ra Đường gia vẫn còn những người biết nhìn thời cuộc. Đúng vậy, sau hôm nay Triệu gia sẽ đứng đầu thiên thành, nếu Đường Vận làm tôi hài lòng sẽ không thiếu lợi ích cho Đường gia. Đường Vận, cô thấy sao? Đại ân đại đức của Triệu gia, lão thân xin tạ ơn tại đây. Đường Vận còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đến bên Triệu thiếu. Hôm nay cô sẽ là bạn nhảy của Triệu thiếu, sau khi yến tiệc đế sư kết thúc cô sẽ về nhà cùng Triệu thiếu. Đúng vậy chị à, được Triệu thiếu để ý là Đường gia chúng ta phúc lớn. Rất tốt, lão phu nhân, Đường gia có một người hiểu thời thế như bà thật đáng được vinh quang. Triệu thiếu quá khen rồi, lão thân nhận không nổi. Đường Vận, yên tâm đi, theo bản thiếu từ nay. Làm phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám động vào. Triệu Vương Hào, cậu tìm cái chết. Tên phế vật nào dám đá bản thiếu, không muốn sống nữa à? Trần Nguyên, lại là cậu cái tên phế vật này, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu chết chắc rồi. Trần Nguyên, sao anh lại đến đây? Không sao chứ, Trần Nguyên, anh điên rồi à? Mau quỳ xuống xin lỗi Triệu thiếu. Tiểu tử, ngươi nhiều lần sỉ nhục Triệu gia, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Triệu gia là cái gì chứ? Nếu dám bất kính với vợ ta lần nữa, ta sẽ cho Triệu gia biến mất. Trần Nguyên, trong bữa tiệc đế sư, hàng trăm gia tộc tụ họp, mỗi người đều là những nhân vật quyền lực, đặc biệt là Triệu gia chủ trì bữa tiệc đế sư, địa vị vô cùng cao quý. Ngươi thật là kiêu ngạo quá mức. Ngươi muốn thấy chúng ta chết, ngươi mới hài lòng sao? Hàng trăm gia tộc thật nực cười, hàng trăm gia tộc mà các ngươi tôn kính, trong mắt ta chẳng qua chỉ là kiến. Trần Nguyên, ngươi sống nhờ ăn những thức ăn thừa của Đường gia mà sống sót, vậy mà lại dám coi thường hàng trăm gia tộc. Nếu ngươi thật sự có thân phận cao quý, không ai sánh được, có cam lòng làm con rể Đường gia không? Trần Nguyên, tôi khuyên anh bây giờ cút đi, còn kịp, nếu không, cơn giận của trăm họ không phải là thứ anh có thể chịu đựng nổi. Thấy những chiếc ghế kia không? Bất kỳ một chiếc nào đều là biểu tượng của địa vị. Nếu anh không sợ chết, thì ngồi vào một chiếc, tôi có thể để anh ở lại. Triệu thiếu, ngài đừng đùa như vậy, anh ta là kẻ ngốc, ngồi vào đó không phải tìm chết sao? Bà nội, những chiếc ghế này có gì đặc biệt à? Tôi nghe nói, ngoài ngai vàng ở giữa ra, những chiếc ghế này đều là biểu tượng của vận mệnh, được bảo vệ bởi thanh kiếm thần của quốc gia. Những gia tộc hàng đầu của đại hạ có thể bước đến trước điện 20 bước, uống rượu với quốc chủ. Hoàng thân quốc thích được ngồi 10 bước gần điện hạ, uống rượu cùng quốc chủ. Những người có công lớn với đại hạ, ngồi 5 bước dưới ngai vàng, uống rượu cùng quốc chủ. Một khi đức không xứng vị, sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Trần Nguyên, ngươi không phải tự xưng là cao quý sao? Đi tới đó, tìm một cái ghế ngồi xuống. Bản thiếu sẽ tin ngươi là thật. Trần Nguyên, anh đừng manh động, sẽ chết người đấy. Những cái ghế này, ta thực sự không thể ngồi, vì chúng không xứng để ta ngồi. Tên nhãi từ đâu tới, dám ở đây nói lời ngông cuồng. Ta nghe nói, Đường gia nhặt tên ngốc này từ đống rác về làm rể. Khi nào mà loại rác rưởi này cũng được dự tiệc đế sư? Thật điên rồ, cậu nhóc, cậu có biết cậu đang nói gì không? Trần Nguyên, tại sao cậu lại như vậy? Cậu có biết, trước đây dựa vào sức mạnh của Triệu gia cũng không giành được một vị trí thấp kém, dựa vào cậu, Triệu thiếu, Trần Nguyên, anh ta chỉ là một kẻ ngốc, hà tất phải so đo với anh ta? Cậu vừa nói trước đây, lẽ nào Triệu gia của các cậu đã giành được tư cách để có ghế ngồi? Đó là điều tất nhiên. Hiện nay Triệu gia của tôi có thái tử làm chỗ dựa, hơn nữa bữa tiệc đón đế sư lần này chắc chắn sẽ được quốc chủ khen ngợi. Đến lúc đó Triệu gia của tôi thăng tiến không ngừng chỉ trong tầm tay, một chiếc ghế chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Triệu gia quả không hổ danh Triệu gia. Hai vị công tử đừng quên, đến lúc đó nhớ giúp đỡ Đường gia chúng tôi. Lão thái quân, sao lại nói thế? Chỉ cần Đường Vận trên giường hầu hạ tôi thật thoải máu, sẽ không thiếu lợi ích cho Đường gia. Vợ ơi, đừng sợ, vị trí hạ đẳng mà cũng đáng để cậu ca tụng như vậy sao? Cậu thì biết gì, những chỗ ngồi này có bao nhiêu tôn kính, dù là vị trí cuối cùng cũng là một vinh dự lớn. Trần Nguyên, cậu chỉ là một kẻ vô danh rác rưởi, dù là vị trí cuối cùng Triệu gia cũng không xứng. Tôi nói Trần Nguyên, cậu tên phế vật này thật là lớn gan, dám sỉ nhục Triệu gia chúng tôi, cậu nghĩ tôi không có tính khí sao? Trần Nguyên, cậu nói Triệu thiếu không xứng ngồi ở đó, còn cậu thằng ngốc này xứng sao? Đúng vậy, Triệu thiếu, tôi thấy Trần Nguyên này đang ghen tị với anh. Ngài à, cứ ngồi đó để hắn tự bỏ hy vọng. Được, hôm nay bản thiếu sẽ cho ngươi nhận thức một chút cậu cái tên phế vật này cùng bản thiếu chi gian khác biệt rốt cuộc là có bao nhiêu lớn. Chờ đã, sao thế, sao bây giờ biết sợ rồi à? Ngươi không thấy là hơi muộn sao? Ta chỉ muốn khuyên ngươi tốt nhất đừng đến gần những chiếc ghế đó, dù sao thì kẻ thấp hèn như ngươi một khi đến gần chắc chắn sẽ bị thương bởi kiếm khí. Ngươi, Trần Nguyên, đừng dọa người ở đây nữa, ai mà không biết Triệu thiếu là thiên tài hàng đầu ở thiên thành, làm sao có thể bị thương bởi kiếm khí? Được thôi, lời hay khó khuyên, quỷ đẹp chết. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn làm mất mặt Triệu gia, vậy thì tùy ngươi. Tên nhóc thối tha, ngươi nhiều lần xúc phạm Triệu gia ta, đợi khi em trai ta ngồi vào chiếc ghế kia được thần giới công nhận, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Ta đợi. Trần Nguyên, anh mau đi đi, Triệu Thiên Bá nói là làm, anh không đấu lại hắn đâu.
Mau đến đây đi, lo cho tên ngốc đó làm gì, hắn gây hại chúng ta chưa đủ sao? Trần Nguyên, mở to mắt chó ra mà xem, nhìn ta, làm thế nào để được? Thần kiếm công nhận, làm chấn động bốn phương. Chuyện gì vậy? Ngươi thấy chưa, ta đã khuyên ngươi rồi, Triệu gia các ngươi chỉ là lũ kiến, không xứng được, thần kiếm công nhận, ngươi hà tất phải tự rước nhục. Ngươi nói gì? Trần Nguyên, ngươi đừng ở đây mà nói lời mỉa mai, dù Triệu thiếu không được, sự công nhận của thần kiếm, không phải là điều mà kẻ ngốc như ngươi, có thể bôi nhọ, câm miệng, đồ đàn bà thối tha. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Triệu gia của ta, có thế tử điện hạ chống lưng, làm sao có thể không nhận được, sự công nhận của thần kiếm trấn quốc. Anh cả, chuyện này là sao? Đừng lo lắng, ta nghĩ, là Triệu gia chúng ta, chưa được quốc chủ ban thưởng, nên tạm thời chưa được. Thần kiếm công nhận, đợi sau tiệc đế sư, quốc chủ phong thưởng, chúng ta chắc chắn sẽ có một vị trí, thì ra là vậy. Thật nực cười, ngươi có tin không, chỉ cần ta nói một câu, đừng nói gì đến thế tử, dù quốc chủ có đến, Triệu gia của ngươi, cũng không có ngày ngóc đầu lên. Trần Nguyên, lời nói phản nghịch như vậy, cậu cũng dám nói ra, nếu lời này truyền đến tai quốc chủ, đừng nói là cậu, ngay cả đường gia, cũng phải chôn cùng. Trần Nguyên, đừng nói nữa, quốc chủ không phải là người mà cậu có thể bịa đặt. Triệu thiếu, chúng tôi, với tên ngốc này, đã không còn bất cứ quan hệ nào. Nếu quốc chủ trách tội, xin Triệu thiếu, nói giúp chúng tôi vài lời tốt đẹp. Lão Thái Quân, tối nay, ngoan ngoãn đưa Đường Vận, tắm rửa sạch sẽ, đưa đến giường của tôi. Nếu không, đường gia của các người, sẽ phải chết. Đường Vận, còn do dự gì nữa? Cô thực sự muốn nhìn thấy, đường gia của chúng ta, vì tên phế vật này, mà bị hủy hoại sao? Vợ yêu, đừng sợ, đừng nói là, một vị Tịnh Kiên Vương nhỏ bé, ngay cả chiến trường ca đến, cũng phải cúi đầu trước ta. Ai dám gan to như vậy, dám bất kính với cha ta? Tham kiến thế tử điện hạ. Đứng lên đi. Đây là thế tử điện hạ, Tiêu Lệ, nghe nói còn trẻ, đã đạt đến đỉnh cao võ đạo. Cha của cậu ấy, là Tịnh Kiên Vương, được quốc chủ tự tay phong tặng, là trụ cột của đất nước, tương lai không giới hạn. Thế tử điện hạ, ngài đã đến, tôi đang định phái người đón ngài. Tôi nói cho cậu biết, bản thế tử coi trọng cậu, cho cậu tổ chức yến tiệc đế sư, với tiêu chuẩn như thế này, cũng dám đưa ra cho thiên hạ xem. Yến tiệc đế sư này, không chỉ quốc chủ và đế sư đến, cả những bậc đại lão của Thiên Y môn, Di Hoa cung. Đến lúc đó nếu cậu làm họ không vui, ta muốn mạng ngươi. Thế tử xin tha mạng, thiên bá biết sai rồi. Cung Di Hoa, Thiên Y môn đều là những nhân vật kinh thiên động địa của đại hạ, thường dân thấy họ đều là một vinh dự lớn. Nghe đồn những người này đã lâu không xuất hiện, quả thật chỉ có sự tồn tại của đế sư mới có thể mời được họ. Vừa rồi ai là người dám lớn tiếng không coi quốc chủ và cha ta, đứng ra đây. Thế tử điện hạ, người này tên là Trần Nguyên, hắn không chỉ phá hoại tiệc đế sư mà còn nhiều lần lăng mạ Tịnh Kiên Vương và quốc chủ, thực sự tội ác tày trời. Thế tử điện hạ, ngài tuyệt đối không thể tha cho hắn. Trần Nguyên đúng không, ta có thể cho ngươi một cơ hội chọn cách chết của mình. Thế tử, Trần Nguyên không cố ý, lần này xin ngài tha cho anh ấy. Không ngờ ở cái thiên thành nhỏ bé này lại có mỹ nhân như vậy, thật thú vị. Thế tử, người phụ nữ này là vị hôn thê của tôi, nếu thế tử thích, tôi sẽ tặng cô ấy cho ngài, thế nào? Tốt, đưa cô ta đến phòng ta tối nay, ta sẽ yêu thương cô ấy. Vâng. Thế tử, tôi đã có chồng, câm miệng. Thế tử, người này là một kẻ ngốc mà đường gia chúng tôi đã nhặt từ đống rác về, hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi đường gia. Ngài có thể để ý đến vận nhi của chúng tôi, là phúc của đường gia chúng tôi. Vận nhi, mau đến đây thỉnh an thế tử điện hạ. Đường Vận, thế tử điện hạ để mắt đến cô, là phúc phận của cô, cô còn do dự gì nữa? Đường gia các ngươi cũng biết thời thế, ngươi là cái thá gì dám động đến người phụ nữ của ta? Trần Nguyên, ngươi thật to gan. Thế tử điện hạ, để mắt đến người phụ nữ của ngươi, là phúc phận của ngươi, tu luyện từ 8 đời trước, còn không mau dâng lên. Trần Nguyên, ngươi không chịu kiến thân đã đành, giờ còn cản trở thế tử theo đuổi chị ta, ngươi thật đáng chết. Trần Nguyên, đường gia chúng ta không bạc đãi ngươi, nếu ngươi thật lòng với Đường Vận, nên để cô ấy theo đuổi hạnh phúc của mình. Trên đời này ngoài ta ra, không ai có thể đem lại hạnh phúc cho Vận Nhi. Thật nực cười, ngươi là kẻ nhặt từ thùng rác, tên ngốc tìm đồ ăn, kẻ vô dụng không một xu dính túi. Cậu lấy gì để mang lại hạnh phúc cho chị tôi? Chỉ cần Vận Nhi cần tiền bạc, quyền lực, đối với tôi chỉ là thứ dễ dàng có được dựa vào cậu. Cậu thậm chí không có tư cách để có một chỗ ngồi thấp kém tại tiệc đón đế sư, còn dám nói những lời như vậy. Thái tử, quyền lực vô song, dưới một người trên vạn người, so với cậu ta mạnh hơn gấp vạn lần, một chỗ ngồi thấp kém cũng không đáng lọt vào mắt tôi. Trần Nguyên, nói khoác cũng phải có giới hạn chứ, tôi thấy cậu dù cả đời này cũng khó có được một chỗ ngồi thấp kém,
Tại tiệc đón đế sư, Trần Nguyên, tôi khuyên cậu nên nhìn vào thực tế. Thái tử từ khi sinh ra, đã sống trong vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc đã định sẵn, còn cậu thì định sẵn là một kẻ rác rưởi. Cậu cứ chấp nhận đi, phú quý vinh hoa, công danh lợi lộc, chỉ cần tôi muốn, đều nằm trong tầm tay. Đủ rồi Trần Nguyên, bản thế tử không có thời gian để cãi nhau với ngươi, nhưng bản thế tử có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể đến gần ngai vàng trong vòng 20 bước mà không chết, thì ta sẽ tha cho ngươi. Thế nào, thế tử điện hạ, ngài xem trọng tiểu tử này quá rồi. 20 bước, đây là vị trí mà các gia đình đỉnh cấp có thể đi đến, ngài không phải là để cậu ta đi chết sao? Vậy thì sao, tiểu tử này, đáng chết. Trần Nguyên, nếu ngươi sợ chết thì cũng được, vậy thì ngoan ngoãn quỳ xuống sủa như chó và bò ra khỏi đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng chó, nghe rõ chưa? Trần Nguyên, hiếm khi thế tử điện hạ khoan hồng, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ơn rồi bò ra khỏi đây, chỉ có 20 bước mà cũng muốn cản ta. Trần Nguyên, đừng kích động, kiếm khí của thần kiếm trấn quốc không phải chuyện đùa đâu, anh sẽ chết đấy. Trần Nguyên, ta khuyên ngươi nên nghe lời thế tử. Đúng vậy, như ngươi, việc phế vật này thì danh dự và mạng sống đều không đáng gì. Trần Nguyên, vợ ơi, em yên tâm, không sao đâu. Trần Nguyên, kẻ phế vật này không quyền không thế, không có tài cán gì, hắn nhất định sẽ bị kiếm khí giết chết, đây chính là kết cục khi đối đầu với bản thế tử. Đồ ngốc. Điều này không thể nào, sao Trần Nguyên không bị gì? Trần Nguyên, anh không sao, sao có thể như vậy được, đây chỉ là một kẻ ngốc, đường ra nhặt từ đống rác về, hắn làm sao có thể tiến gần ngai vàng 20 bước mà không bị tổn thương gì? Điều này không thể, Trần Nguyên, anh chỉ là một kẻ ngốc, làm sao có thể được, thần kiếm công nhận. Tôi biết rồi, chắc chắn là thần kiếm có vấn đề. Tô Hào. Trần Nguyên, nói cho tôi biết, anh rốt cuộc là ai? Thân phận của tôi, mấy kẻ hèn hạ như ngươi, không xứng biết đến. Thú vị thật. Trần Nguyên, có vẻ như bản thế tử thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi. Nói cho ngươi biết, bản thế tử 8 tuổi đã có thể tiến đến 10 bước gần ngai vàng. Cái gì, gần ngai vàng 10 bước? Đó là phẩm chất chỉ có của hoàng thân quốc thích. Chẳng lẽ thế tử điện hạ đã sánh ngang với hoàng tộc Tịnh Kiên Vương, trở thành trụ cột của đại hạ? Người đời gọi thế tử điện hạ là đỉnh cao của võ đạo, sánh ngang với hoàng tộc là điều không phải bàn cãi. Trần Nguyên, ngươi nhìn thấy không, khởi điểm của bản thế tử là điều ngươi suốt đời không thể đạt tới. Trần Nguyên, dù ngươi có được thần kiếm công nhận thì sao, ngươi vẫn không thể so sánh với thế tử điện hạ, ngươi rốt cuộc vẫn là một đống rác rưởi. Đường Vận, ngươi còn không hiểu sao, thế tử điện hạ mới là người phù hợp với ngươi. Chỉ 10 bước mà dám làm trò hề trước mặt tôi, cậu có biết không, chỉ cần tôi muốn, dù cho thiên hạ này cũng chẳng qua chỉ là vật trong túi tôi. Trần Nguyên, đừng ở đây mà nói lớn nữa. Tôi dù không biết vì sao cậu có thể đến gần ngai vàng 20 bước mà không chết, nhưng điều này đã là giới hạn của cậu rồi. Đúng vậy Trần Nguyên, tôi thấy cậu tên phế vật này có lẽ dựa vào một chút công lao nhỏ nhặt của tổ tiên mới được kiếm thần quốc gia công nhận, mà vẫn dám ở đây nói lớn. Trần Nguyên, cậu thật không biết xấu hổ, cậu tên phế vật này còn không mau cút xuống cho tôi. À đúng rồi, cậu vừa nói giới hạn của tôi là 30 bước, nhưng không biết rằng giới hạn mà cậu nói đối với tôi không đáng nhắc đến. Anh ta đang làm gì vậy? Anh ta lại muốn tiến lên. Trần Nguyên, mau quay lại. Sao có thể như vậy? Anh ta đang đứng ngang hàng với thế tử. Sao anh có thể có khả năng đó? Không thể nào. Sao anh có thể tiến gần ngai vàng trong 5 bước? Không, đây là việc mà cha tôi mới có thể làm. Anh thực sự là ai? Có phải mục tiêu của anh là ngai vàng không? Không thể nào. Ngai vàng từ cổ chí kim, chỉ có quốc chủ và đế sư mới có tư cách ngồi. Trần Nguyên làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Trần Nguyên làm sao có thể thực sự làm được? Trời ơi, có phải điều lão gia nói là thật không? Trần Nguyên có thể đưa chúng ta đường ra vươn lên tầm cao mới. Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã đem cơ hội ngàn vàng ném ra ngoài rồi. Không thể nào, một kẻ phế vật như ngươi làm sao có thể ngồi trên ngai vàng? Ta không tin. Trần Nguyên, Trần tiên sinh, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ta thề, ta không dám giành phụ nữ với ngài nữa. Ta xin ngài tha cho Triệu gia một con đường sống. Hóa ra Trần Nguyên nói thật, không lạ khi đến cả tài tôn cũng đến tặng lễ cho hắn. Triệu gia của chúng ta tiêu rồi. Trước kiêu ngạo sau khiêm tốn, thật là buồn cười đến cực độ. Trần Nguyên, ta suýt nữa đã bị ngươi tên phế vật này lừa. Thế tử điện hạ, ý ngài là sao? Vừa rồi Tô Hào nói tài tôn đã tặng lễ cho kẻ phế vật này. Trần Nguyên, kẻ phế vật này chắc chắn là dựa vào khí vận của tài tôn mới ngồi được lên ngai vàng này. Tài tôn đại nhân là người đã chống đỡ đại hạ này cả quốc khố, đó là một công lao to lớn. Ý của thế tử là
Thần kiếm quốc gia, công nhận tài Tôn đại nhân, chứ không phải Trần Nguyên. Tốt, tốt lắm. Trần Nguyên, hay lắm, ngươi dám tham nhũng, công lao của tài Tôn đại nhân. Trần Nguyên, ta đã nói rồi ngươi là một kẻ ngốc, làm sao có thể được thần kiếm quốc gia công nhận, thì ra, ngươi là kẻ giả heo ăn thịt hổ, hóa ra là vậy, may mắn thay thế tử tinh tường, chúng ta đã bị hắn lừa. Trần Nguyên không phải người như vậy, Trần Nguyên, anh mau giải thích cho mọi người đi. Ngai vàng này, ta muốn ngồi thì ngồi. Khi nào cần dựa vào người khác? Nực cười, ngươi chỉ là kẻ mà đường ra chúng ta, nhặt từ đống rác về, một kẻ ngốc, nếu không có đường ra chúng ta, ngươi đã chết đói từ lâu rồi, ngươi còn dám nói lớn tiếng, ngươi chỉ là một kẻ không ra gì, rác rưởi, nếu không nhờ công lao của đại nhân tài Tôn, e rằng ngươi còn không có tư cách bước vào tiệc đế sư này. Trần Nguyên, dù ngươi có ngồi lên ngai vàng thì sao, vẫn không che giấu được sự thật ngươi là kẻ ngốc. Trần Nguyên, còn không mau lập tức lăn xuống khỏi ngai vàng, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết. Trần Nguyên, mau qua đây, chúng ta cùng rời khỏi đây. Đường Vận, đã đến lúc này rồi, cô còn đứng về phía kẻ ngốc này, cô còn chê hắn làm hại chúng ta, đường ra không đủ sao? Trần Nguyên, tôi khuyên cậu bây giờ xuống khỏi ngai vàng ngay lập tức, bản thái tử vẫn có thể tha cho cậu một mạng. Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Trần Nguyên, tên phế vật này lá gan thật lớn, dám trước mặt bách tộc đại hạ làm nhục thái tử, còn không mau xuống quỳ trước mặt thái tử dập đầu xin lỗi nhận tội. Bách tộc đại hạ đối với tôi chỉ là một trò cười, đồ hỗn láo, cậu chỉ là một con rể nhỏ bé mà dám khinh thường bách tộc đại hạ, có phải cậu muốn làm kẻ thù của bách tộc đại hạ không? Điên rồi, điên rồi. Đường Vận, cô còn không mau đem tên ngốc đó xuống đây cho tôi. Được, Trần Nguyên, cậu đã muốn chết thì đừng trách bản thế tử không cho cậu cơ hội này. Tốt thôi, tôi cũng muốn xem một kẻ thấp hèn như cậu có thể làm gì được tôi. Trần Nguyên, cậu thật táo tợn. Thế tử điện hạ, Trần Nguyên, kẻ này thật quá ngạo mạn, xin thế tử điện hạ ra tay giết chết hắn để làm dịu cơn giận của các gia tộc, xin thế tử điện hạ giết người này. Trần Nguyên, kẻ ngốc này, hắn tìm cái chết, quan tâm hắn làm gì? Vợ ơi, yên tâm đi, loại người như hắn không thể làm tổn thương tôi. Trần Nguyên, kẻ phế vật này vẫn còn dám to mồm, thật là một kẻ không sợ chết. Tốt lắm, Trần Nguyên, cậu đã thành công làm bản thế tử tức giận. Thế tử điện hạ, Trần Nguyên, kẻ phế vật này không biết sống chết, mau giết hắn đi, đừng để liên lụy đến đường ra. Yên tâm, ta không thích kiểu liên lụy đó, chỉ cần Đường Vận làm ta hài lòng, phục vụ tốt, ta không những có thể tha cho các ngươi mà còn làm cho Đường gia trở thành gia tộc lớn nhất ở Thiên Thành. Thế tử điện hạ, ngài yên tâm, tối nay ta sẽ đưa Đường Vận đến phủ của ngài, đảm bảo ngài hài lòng. Bà nội, câm miệng lại, ta là gia chủ, chuyện này cứ thế mà làm. Trần Nguyên, không trách ai được, chỉ trách ngươi ngu ngốc đến mức đối đầu với thế tử. Xét vì chúng ta có quen biết, khi ngươi chết, ta sẽ tìm người thay ngươi thu dọn xác. Bản thế tử đột nhiên đổi ý, không thì đánh ngươi một trận thử sống thiếu chết, để ngươi tận mắt thấy Đường Vận bị ta đùa giỡn, chẳng phải thú vị hơn sao? Tiêu Lệ, ngươi dám nhỏ ngó vợ ta, chỉ vì điều này, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta nói. Trần Nguyên, ngươi tên phế vật này, lại dám trước mặt thế tử điện hạ nói lời ngông cuồng, ngươi đúng là tội đáng chết vạn lần, chỉ là một thế tử, vẫn chưa đáng để ta để mắt. Trần Nguyên, anh mau dừng lại, điên rồi, điên rồi, ngươi đúng là ngốc, ngươi có phải muốn tâm thủng trời mới hài lòng sao? Thế tử là con trai duy nhất của Tịnh Kiên Vương, có địa vị cao quý, quận chúa Tiêu Tử Nguyệt từ nhỏ đã bái nhập Di Hoa Cung, dưới sự dẫn dắt của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, đệ tử của hai vị cung chủ, nếu ngươi không muốn chết, bây giờ quỳ xuống nhận lỗi. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, đừng chạy, đứng lại, còn chạy nữa. Tỷ tỷ, muội chạy không nổi nữa, Tinh Nhi, cố gắng thêm chút nữa. Các người đừng đến đây, chạy đi, sao không chạy nữa, bắt chúng lại cho ta. Không sao chứ? Tiên sinh, xin ngài nhận tôi làm đệ tử. Tại sao muốn bái ta làm sư phụ? Tôi muốn có khả năng bảo vệ em gái, xin ngài giúp đỡ. Sao, nghe đến hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, sợ đến mức không dám nói gì à? Thật nực cười, ngươi có biết, dù là Yêu Nguyệt, Liên Tinh, cũng không dám nói với ta như vậy. Trần Nguyên, ngươi thật to gan, dám bất kính với hai vị cung chủ như vậy. Trần Nguyên, cậu có biết không, cậu đang nói bậy gì vậy? Hai vị cung chủ đó là những người quyền cao chức trọng, đại nhân vật, cậu không muốn chết, đừng liên lụy đến chúng tôi. Thái tử điện hạ, đừng phí lời với tên ngốc này, giết hắn ngay đi, để tránh lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Nếu cậu đã muốn chết, vậy thì đừng trách bản thái tử không khách khí. Thái tử điện hạ, Trần Nguyên không cố ý, xin ngài tha cho anh ấy. Đường Vận, cô đang làm gì vậy? Còn không mau tránh ra ngay, cô muốn chọc giận ta chết sao? Cô, Đường Vận, tên ngốc này có gì tốt mà cô vì hắn mà bỏ cả mạng sống? Trần Nguyên là chồng tôi sẽ không bỏ anh ấy. Trần Nguyên, anh mau đi đi, em sẽ ở đây đợi. Vợ ơi, yên tâm đi, hắn không thể làm hại tôi. Trần Nguyên, anh sắp chết mà còn khoác lác, anh có biết thế tử điện hạ đã đạt đến đỉnh cao võ đạo, công lực chỉ sau đại tông sư, giết anh như giết gà, bản thế tử không có thời gian nghe các người làm nhảm. Tránh ra,
giết thằng nhãi này trước, sau đó xử lý ngươi. Trần Nguyên, cẩn thận. Cái gì? Thế tử điện hạ, lại không đánh lại Trần Nguyên, sao có thể như vậy? Trần Nguyên, một thằng ngốc, các lại có công lực như vậy, anh thực sự là ai? Chúc các bạn xem phim thân phận của tôi, anh không xứng để biết. Trần Nguyên, anh điên rồi, mau thả thế tử điện hạ ra. Trần Nguyên, ngươi định làm gì? Ngươi dám dòm ngó vợ ta? Hôm nay, ta phải giết ngươi, cho ngươi biết. Trần Nguyên, ta là thế tử của vương quốc, chị ta là người của cung Di Hoa. Ngươi dám làm ta bị thương, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Thật sao? Bà nội, bà mau bảo Trần Nguyên buông tay đi, con không muốn chết. Trần Nguyên, ngươi mau buông thế tử điện hạ ra. Ngươi muốn tất cả chúng ta chết chung với ngươi sao? Trần Nguyên, mau buông thế tử ra. Tiêu Tử Nguyệt, chúng ta không thể đụng vào hắn được. Vợ ngươi nói đúng, buông ta ra, ta có thể nể mặt vợ ngươi mà tha cho ngươi một mạng, nếu không, khi chị ta đến, ngươi chắc chắn sẽ chết. Trần Nguyên, quận chúa là đại tông sư, mau thả thế tử, nếu không, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đừng nói, Tiêu Tử Nguyệt chỉ là một tiểu sứ, dù Yêu Nguyệt và Liên Tinh có đến, cũng không bảo vệ nổi ngươi. Ai mà to gan vậy, dám bất kính với hai vị cung chủ của Di Hoa Cung. Chị, cuối cùng chị đã đến, chị mau cứu em. Ngươi là ai, mau thả em trai ta, ta tha cho ngươi không chết. Trần Nguyên, ngươi mau thả tay ra. Chị, chính kẻ này muốn giết em, chị mau giết hắn đi. Quận chúa, tên phế vật Trần Nguyên này, không chỉ phá rối yến tiệc của đế sư, mà còn xúc phạm thế tử. Hắn còn bất kính với hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, lời lẽ xúc phạm, xin ngài nhất định không thể tha cho hắn. Đúng, quận chúa đến rồi. Trần Nguyên, ngươi chết chắc rồi. Ngươi phá rối tiệc đế sư, ta có thể không để ý. Ngươi ra tay với em trai ta, ta cũng có thể không để ý. Nhưng ngươi xúc phạm Di Hoa Cung của ta, tôi không thể tha, ngươi tự tử đi. Tiêu Tử Nguyệt, ngươi không phân biệt đúng sai, bắt ta tự tử. Yêu Huyệt và Liên Tinh đã dạy ngươi như vậy sao? Hỗn sược, ngươi dám gọi thẳng tên hai vị cung chủ, lập tức tự tử nhận tội, nếu không ta cũng không ngại tự tay chém chết ngươi. Trần Nguyên, trước mặt quận chúa ngươi còn dám lớn tiếng, mau tự tử nhận tội đi, nghe chưa? Nếu quận chúa ra tay, chắc chắn sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Quận chúa, Trần Nguyên không cố ý, xin người tha cho anh ấy. Người phụ nữ ở đâu ra, ta cho phép ngươi nói chưa? Tránh ra. Đường Vận, cô đang làm gì vậy? Cô không thấy quận chúa đang tức giận sao? Cô mau chóng cắt đứt quan hệ với tên ngốc đó đi. Yêu Nguyệt và Liên Tinh thật quá đáng, một tiểu sứ nhỏ bé mà dám ngạo mạn như vậy, thật là đáng thất vọng. Trần Nguyên, cậu liên tiếp bất kính với hai vị cung chủ, cậu thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết cậu sao? Tiêu Tử Nguyệt, cô thực sự sẽ gây rắc rối cho cung Di Hoa, cô có biết dù cho là Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không dám rút kiếm với tôi. Trần Nguyên, đến lúc này rồi mà anh còn dám khoác lác à? Anh không biết chữ chết viết thế nào sao? Trần Nguyên, anh đừng nói nữa. Đường Vận, tiện nhân này tốt nhất là im lặng, nếu còn dám cầu xin cho tiểu tử này, bản thế tử sẽ tiêu diệt cả đường gia của cô. Thế tử điện hạ, chúng tôi đã đuổi kẻ ngốc này ra khỏi đường gia, ngài không thể liên lụy người vô tội. Trần Nguyên, đồ gây họa, sao anh không chết đi? Trần Nguyên, anh hãy quỳ xuống nhận tội ngay bây giờ, tôi có thể cho anh một cái chết nhanh chóng, ngươi chắc rằng có thể giết được ta sao? Trần Nguyên, anh dám nói lời ngông cuồng trước mặt chị tôi. Tôi nghe nói công lực của quận chúa là đại tông sư, ngoài hai công chủ và đế sư ra gần như không có đối thủ. Trần Nguyên, ta khuyên ngươi nên tự kết liễu, dù sao thì như ngươi rác rưởi, để quận chúa ra tay chỉ làm bẩn tay quận chúa, nếu ngươi không chịu tự sát tạ tội thì ta đành phải miễn cưỡng tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Tử Nguyệt, ta khuyên ngươi nên bỏ đi, dù có cho ngươi thêm 100 năm nữa, ngươi cũng không thể làm ta bị thương dù chỉ một sợi tóc. Trần Nguyên, ngươi kẻ vô dụng này, thật là mặt dày vô sỉ. Chị ta là thiếu sư của cung Di Hoa, đã nhận được chân truyền công chúa, giết ngươi kẻ vô dụng này chỉ cần một chiêu. Trần Nguyên, như ngươi kẻ ngốc được chết dưới tay quận chúa là vinh dự lớn nhất của ngươi trong cuộc đời này. Trên thế gian này chưa ai có thể quyết định sinh tử của ta. Quận chúa, Trần Nguyên, kẻ vô dụng này thật là kiêu ngạo, xin ngài lập tức ra tay giết người này. Xin quận chúa giết Trần Nguyên, ngươi đã làm loạn yến tiệc của sư đế, lăng nhục Di Hoa Cung ta. Hôm nay ta thay mặt hai vị cung chủ lấy mạng ngươi. Trần Nguyên, chị không sao chứ? Sao có thể như vậy, ngay cả quận chúa cũng không phải đối thủ của Trần Nguyên. Không thể nào, Trần Nguyên chỉ là một tên ngốc, sao có thể làm bị thương quận chúa? Trần Nguyên, ngươi dám làm bị thương chị ta, ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Trần Nguyên, ngươi gây đại họa rồi, ngươi dám làm bị thương cả quận chúa, còn không mau quỳ xuống tạ tội với quận chúa, ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể có tu vi như vậy? Ngươi không biết ta, nhưng ngươi có nhận ra chiếc nhẫn này trên tay ta không? Chiếc nhẫn này chẳng lẽ là... Trần Nguyên, ngươi cầm một chiếc nhẫn hỏng định hù dọa ai đây? Ngốc vẫn là ngốc. Ngươi nghĩ tất cả chúng ta ở đây đều là kẻ ngu à? Ta nghĩ rằng Trần Nguyên này chắc chắn không biết nhặt được chiếc nhẫn này từ đống rác nào, làm ra vẻ huyền bí để lừa dối mọi người. Trần Nguyên, ta khuyên ngươi đừng phí công, ngươi xúc phạm Di Hoa Cung, đánh thương quận chúa, dù có thần tiên đến
cũng không cứu được ngươi. Quận chúa, Trần Nguyên, kẻ ngốc này, thực sự tội ác tày trời. Xin ngài lập tức thông báo, hai vị cung chủ, để kẻ ngốc này bị trừng phạt ngay tại chỗ. Không phải, quận chúa, sao người đánh tôi, người nên đánh, tên ngốc Trần Nguyên này. Đồ hỗn láo, ngươi có biết chiếc nhẫn này đại diện cho cái gì không? Tiêu Tử Nguyệt bái kiến Trần tiên sinh, chị đang làm gì vậy? Sao lại quỳ trước tên ngốc này, đồ hỗn láo. Ngươi có biết trong tay Trần tiên sinh là chiếc nhẫn Phan Long không? Ngươi đã gây đại họa rồi, Trần tiên sinh, em trai tôi không biết gì, xin tiên sinh tha thứ. Có vẻ như Giao Nguyệt và Luyến Tinh cũng không tệ lắm, quận chúa, rốt cuộc chiếc nhẫn Phan Long là gì? Một lũ ngu ngốc, chiếc nhẫn Phan Long là biểu tượng của thân phận, cung chủ từng ra lệnh, bất cứ ai trong cung Di Hoa thấy nhẫn Phan Long như thấy cung chủ. Chị nhất định là nhầm rồi, nhẫn Phan Long là bảo vật quý giá như vậy, sao có thể ở trong tay tên này này được? Chẳng lẽ Trần Nguyên là người mà lão gia nói đến, là người có địa vị cao không thể với tới? Không thể nào, Trần Nguyên chỉ là kẻ ngốc được nhà Đường nhặt về. Làm sao có thể là người có địa vị lớn? Các người nghĩ xem, nếu anh ta thật sự là người có địa vị lớn, sao có thể cam lòng làm rể nhà Đường chúng ta? Quận chúa xin bớt giận, Trần Nguyên này chỉ là một người ở rể nhà Đường chúng tôi, có phải có điều gì đó ngài nhầm lẫn không? Hỗn láo, nhẫn Phan Long trên tay ông Trần giống hệt như của hai vị cung chủ, chẳng lẽ các ngươi đang nghi ngờ ta sao? Trần Nguyên, là tôi sai, là tôi có mắt không tròng đã mạo phạm ngài, xin ngài tha cho tôi lần nữa. Các ngươi đừng bị kẻ vô dụng này lừa gạt, Thế tử điện hạ, ý ngài là chiếc nhẫn Phan Long này là giả? Không thể nào, nhẫn Phan Long là vật hai vị cung chủ luôn mang theo, tôi không thể nhầm lẫn được. Tôi chưa nói rằng chiếc nhẫn Phan Long trong tay Trần Nguyên là giả, mà là hắn đã trộm nó. Tôi từng nghe cha nói rằng chiếc nhẫn Phan Long này là quà tặng của một cao nhân, lần lượt được trao cho quốc chủ đại hạ, chủ môn Thiên Y Môn, hai vị cung chủ của cung Di Hoa và tài tôn của đại hạ, mỗi người một chiếc. Ý của thế tử là chiếc nhẫn này là do Trần Nguyên trộm của tài tôn, các ngươi chắc chắn chiếc nhẫn Phan Long này là ta trộm? Đúng vậy, nhẫn Phan Long là một bảo vật vô cùng quý giá, mấy vị đại nhân chưa từng rời nó, chắc chắn là Trần Nguyên nhân lúc tài tôn đại nhân gửi quà cho Trần Nguyên, hắn đã trộm nó. Hay lắm, Trần Nguyên, ngươi dám trộm nhẫn rồng của tài tôn đại nhân, ngươi đáng chết vạn lần. Không thể nào, Trần Nguyên không phải là người như vậy. Chị đừng bị tên ngốc này lừa, tài tôn đại nhân đã vất vả gửi quà cho hắn, vậy mà hắn lại trộm nhẫn rồng của tài tôn đại nhân, hắn đúng là kẻ trộm. Chiếc nhẫn rồng này vốn dĩ là của ta, sao phải đi trộm? Thật nực cười, nhẫn rồng là một bảo vật quý giá nhường nào, ngoại trừ trụ tông của Di Hoa Cung, những nhân vật lớn như vậy ngay cả cha ta cũng chưa từng có. Ngươi chỉ là một tên ngốc, làm sao xứng đáng có được chiếc nhẫn rồng này? Ngươi có biết không, hai chiếc nhẫn rồng trên tay Giao Nguyệt và Luyến Tinh là do ta tặng. Trần Nguyên, đừng có mà khoác lác ở đây, hai vị cung chủ cao quý vô cùng làm sao mà biết ngươi kẻ ngốc này? Ta khuyên ngươi biết điều, mau chóng giao nhẫn rồng ra, thế tử ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Trần Nguyên, nhẫn rồng thần vật như vậy rơi vào tay ngươi, kẻ rác rưởi, thật là một sự sỉ nhục, mau giao ra nhẫn rồng, có phải tôi ăn cắp không? Đợi Giao Nguyệt và Luyến Tinh hai cô gái đó đến, ngươi sẽ biết, tự khắc sẽ rõ. Trần Nguyên, ta nghĩ ngươi điên rồi, hai vị cung chủ đã sống hơn 300 năm, ngươi dám gọi họ là cô gái, ngươi đúng là quá đáng. Trần Nguyên, ngươi có biết không, bây giờ hai vị cung chủ đang trên đường đến đây, nếu là ngươi ta sẽ đi ngay tìm chỗ trốn. Trần Nguyên, ngươi mau đi đi, hai vị cung chủ sắp đến rồi. Vợ yêu, đừng lo, dù hai cô bé đó đến gặp tôi cũng phải quỳ xuống. Trần Nguyên, cậu liên tục sỉ nhục hai vị cung chủ, hôm nay tôi dù không đánh thắng cậu cũng sẽ cùng cậu đồng quy vô tận, không ngờ cậu lại trung thành với hai cô bé đó. Trần Nguyên quan tâm nhất chính là Đường Vận, chỉ cần bắt cô ta, không sợ Trần Nguyên không ngoan ngoãn. Đường Vận, tôi đã nói với cô rồi, đừng bảo vệ tên ngốc này, kết quả là cô không nghe, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Trần Nguyên, tất cả là tại cậu. Tiêu Tử Nguyệt, cô muốn chết sao? Điều này sao có thể? Thanh kiếm bích thủy của chị tôi nhanh như chớp, sao có thể bị Trần Nguyên kẹp giữa hai ngón tay? Quận chúa, cô không sao chứ? Thanh kiếm bích thủy mà cũng không biết cầm, Giao Nguyệt và Luyến Tinh dạy cô như vậy sao? Ngươi làm sao biết được kiếm pháp bích thủy của cung Di Hoa? Trần Nguyên, đặt kiếm xuống, nếu không tôi sẽ giết bà già này. Ngươi muốn giết thì giết đi, dù sao trong nhà Đường tôi chỉ quan tâm đến Đường Vân, ngươi thật không quan tâm đến sống chết của bà già này sao? Ta giết bà ta, ngươi tin không? Ngươi bóp đi. Trần Nguyên, ngươi là đồ khốn nạn, không có nhà họ Đường chúng ta, ngươi đã chết đói từ lâu rồi, ngươi dám không quan tâm đến ta? Trần Nguyên, ngươi còn có lương tâm không? Ngươi mau thả quận chúa ra, nếu bà nội có mệnh hệ gì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Nguyên, dù bà nội có sai nhưng bà vẫn là bà nội, ngươi thả quận chúa ra trước đã. Được, nghe lời vợ. Không sao chứ chị, không sao. Trả lời ta, ngươi làm sao biết kiếm pháp bích thủy? Bởi vì kiếm pháp của Giao Nguyệt và Luyến Tinh là do ta dạy. Trần Nguyên, đừng có nói nhảm nữa, hai vị cung chủ đã nổi danh ở đại hạ từ 300 năm trước,
ngươi còn dám nói kiếm pháp của họ là do ngươi dạy, điên rồi. Trần Nguyên, hoàn toàn điên rồi. Thật nực cười, 300 năm trước, đừng nói là ngươi, ngay cả ông nội của ngươi, cũng chưa ra đời, mọi người đừng tin lời, nhảm nhí của Trần Nguyên, ta thấy hắn, nói toàn lời điên rồ, ngoài đế sư và hai công chúa, của cung Di Hoa, có đại năng như vậy, còn ai có thể sống 300 năm, 300 năm. Đối với các ngươi, thật sự là xa vời, nhưng đối với ta, chỉ các như một cái búng tay, vì ta, đã trường sinh bất lão, sao ta thấy Trần Nguyên, có vẻ quen mắt nhỉ, nhà họ Đường chúng ta, thật là tạo nghiệt gì đây, tìm một kẻ điên làm rể. Trần Nguyên, ngươi quả là một kẻ ngốc. Những lời này ngươi cũng dám nói, ngươi không thật sự nghĩ rằng chúng ta tin rằng ngươi là người trường sinh, đúng là chuyện nhảm nhí. Chính xác, thần kiếm quốc gia cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, lại để một kẻ điên ngồi lên ngai vàng, các ngươi có biết thần kiếm quốc gia này vốn dĩ là của ta không? Thử hỏi một thanh kiếm làm sao có thể làm hại chủ nhân. Chỉ xem đó là kiếm khí của thầy toát ra từ thanh kiếm, tất cả hãy hướng về phía kiếm khí, xuất phát toàn lực, rõ. Trần Nguyên, đừng nói những lời ngông cuồng nữa. Thần kiếm quốc gia đang bảo vệ vận mệnh ngàn năm của đại hạ, ngươi xứng làm chủ của nó sao? Ta nghĩ ngươi sống quá lâu rồi. Trần Nguyên, ngươi hãy rút lại lời điên rồ của mình. Thần kiếm quốc gia là linh khí gì? Sao có thể nhận một tên ngốc như ngươi làm chủ nhân? Ta thấy kẻ ngốc này hoàn toàn điên rồi. Cả đại hạ, ai mà không biết chủ nhân của thần kiếm trấn quốc chỉ có một, đó là đế sư đại nhân. Trần Nguyên, ngươi đừng nghĩ rằng dựa vào vận may ăn cắp ngồi lên ngai vàng thì hay ho lắm. So với đế sư đại nhân, ngươi chỉ là con kiến. Thật nực cười, ngươi, kẻ ngốc này, còn mơ tưởng so sánh với đế sư đại nhân, ngươi, thật là sự sỉ nhục, đối với đế sư đại nhân. Tất nhiên rồi, đế sư đại nhân, là người bảo vệ đại hạ, ngay cả cha ta cũng, không thể sánh được, ngươi còn dám mơ tưởng đến kiếm của ngài, ta thấy ngươi sống chán rồi. Trần Nguyên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tu vi của ngươi, trong mắt đế sư đại nhân, chỉ như đom đóm, ngươi dám cạnh tranh với đại nhân đế sư, giống như ánh trăng sáng, tôi thực sự, không thể so sánh với đế sư, xem như ngươi còn biết tự lượng sức mình. Biết rằng đại nhân đế sư là một tồn tại không thể chạm tới. Trần Nguyên, lập tức quỳ xuống trước. Thần kiếm quốc gia xin lỗi, nếu không ta sẽ ngay lập tức báo cáo với đế sư để xé xác ngươi thành năm mảnh, bởi vì ta chính là đế sư. Trần Nguyên, ngươi thực sự không sợ chết, dám giả mạo đế sư? Trần Nguyên, ngươi đừng nghĩ rằng ngồi lên ngai vàng là có thể giả mạo đại nhân đế sư. Đại nhân đế sư là một người thế nào? Với ngươi, tên nhóc này ngay cả việc mang giày cũng không xứng. Đường Vận, mau đưa tên nhóc này đi đi, giả mạo đế sư là tội đáng chết. Trần Nguyên, giả mạo đế sư không phải chuyện đùa, đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Vợ ơi, ta chính là đế sư, cô bảo vệ ta 3 năm, ta bảo vệ cô cả đời, cô tin ta đi, ta nhất định sẽ khiến cô trở thành đế sư phu nhân, đứng trên vạn người. Trần Nguyên, ta không muốn làm đế sư phu nhân, chỉ cần anh ổn như vậy là đủ rồi. Trần Nguyên, ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Dù có mặc cho ngươi áo đế sư, ngươi cũng không bằng một phần vạn của người ta, ngươi có biết không? Quốc chủ kính trọng nhất là đế sư đại nhân, nếu quốc chủ biết có người dám giả mạo đế sư đại nhân, Trần Nguyên, bao nhiêu cái đầu của ngươi cũng không đủ để chặt, ta có phải là đế sư hay không? Đợi chiến trường ca đến sẽ biết, các ngươi sẽ sớm biết thôi. Trần Nguyên, ngươi thật gan lớn, dám gọi thẳng tên quốc chủ, ngươi không sợ bị tru di cửu tộc sao? Nhà họ Đường các ngươi thật là chọn được rể tốt, ngươi đúng là sao chổi, mau câm miệng lại. Đường Vận, xem cô đã làm gì, hắn tự tìm chết thì thôi, còn muốn liên lụy chúng ta. Hôm nay tất cả những gì xảy ra ta sẽ báo cáo đầy đủ cho quốc chủ, để quốc chủ xử ngươi vạn đao phân thây. Dù có mượn cho chiến trường ca 10 cái gan, cô ta cũng không dám kết tội ta. Xem ra ngươi không chỉ là kẻ ngốc, còn là kẻ điên, những lời đại nghịch bất đạo ngươi cũng dám nói ra. Thế tử điện hạ, hà tất phải đôi co với một kẻ sắp chết làm gì? Trần Nguyên, ta phải khâm phục gan ngươi. Quốc chủ, đế sư, hai vị chủ tông của Di Hoa cung, những nhân vật lớn này đều bị tên ngốc như ngươi xúc phạm, ta thật muốn xem tên ngốc như ngươi cuối cùng sẽ chết thế nào. Ta dám chắc rằng khi chiến trường ca đến, người chết chỉ là các ngươi. Kẻ điên, ngươi làm ta tức chết. Trần Nguyên, đủ rồi, miệng luôn nói mình là đế sư, chủ nhân của thần kiếm quốc gia. Nếu ngươi có gan, thì trước mặt mọi người, rút thần kiếm quốc gia ra đi. Cười, thật nực cười. Hắn, chỉ là một kẻ, bị nhà Đường nhặt từ đống rác, ngốc, lại, bảo hắn rút thần kiếm quốc gia. Điều này, không phải là để hắn đi chết sao? Đúng vậy. Mọi người đều biết, thần kiếm trấn quốc này là, kiếm của đế sư đại nhân. Trên thế gian này, ngoài đế sư, thậm chí cả quốc chủ cũng không thể rút ra. Nếu có kẻ gian, cố gắng rút thần kiếm trấn quốc, sẽ bị kiếm khí giết chết. Ngay lập tức, hóa thành tro bụi. Đường Âm, sao cô có thể làm vậy? Cô rõ ràng là hại hắn, liên quan gì đến ta? Hắn tự tìm cái chết. Cô! Trần Nguyên, ngươi không phải luôn miệng nói, ngươi là đế sư sao? Sao, không dám à? Trần Nguyên, ngươi đừng manh động, chúng ta cùng rời khỏi đây, vợ yêu, đừng lo. Thanh kiếm đó, vốn dĩ là ta rèn nên, tuyệt đối sẽ không làm hại ta. Tôi không nghe nhầm chứ, ngươi, tên nhóc này, dám nói rằng thanh kiếm thần quốc gia, là do ngươi tạo ra, tôi chưa từng thấy, ngươi, tên nhóc này, dám không biết xấu hổ như vậy. Ở đại hạ ai không biết thanh kiếm thần quốc gia
là do đế sư đại nhân đích thân rèn đúc. Trần Nguyên, ngươi không nghĩ rằng mình là đế sư đại nhân chứ? Trương Thiếu, đừng để ý đến hắn ta chỉ là một tên nhóc. Trần Nguyên, đủ rồi, ngươi ngoài việc làm mất mặt nhà Đường, ngươi còn làm được gì nữa? Dù kiếm thần quốc gia là thần kiếm, nhưng đồng thời nó cũng là sát khí lớn nhất trên thế gian, không phải một tên nhóc như ngươi có thể chạm vào. Buồn cười, nếu ngay cả ta cũng không thể chạm vào kiếm thần quốc gia, thì trên thế gian này sẽ không ai có thể khiến nó xuất hiện. Trần Nguyên, tên nhóc này đang nói điên rồ gì đây? Ta nói thanh kiếm này là ta đã tặng cho quốc chủ đại hạ ngàn năm trước để bảo vệ vận mệnh quốc gia. Trần Nguyên, ngươi thấy không, thần kiếm trấn quốc vì ngươi, kẻ ngốc này mà nổi giận rồi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Trần Nguyên, ta thấy ngươi tốt nhất nên đầu hàng, xem như ngươi có chút tu vi, ta có thể thay ngươi xin hai vị công chủ một lời, tha cho ngươi không chết, nếu không chọc giận thần kiếm, ngươi chắc chắn sẽ chết. Kẻ ngốc này, hắn thực sự định rút kiếm sao? Thật nực cười, chỉ dựa vào kẻ ngốc như hắn còn mơ tưởng rút thần kiếm trấn quốc, e rằng chưa kịp đến gần thần kiếm đã bị kiếm khí giết chết. Trần Nguyên, đừng đi tới nữa. Trần Nguyên, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Trần Nguyên, cuối cùng ngươi cũng sắp chết rồi. Trần Nguyên, ngươi thật sự đã rút thần kiếm trấn quốc, ngươi thật sự là đế sư. Trần Nguyên, hắn thật sự là đế sư. Lão già, lời của đại sư vô trần là thật, là ta đã tự tay chôn vùi cơ hội của nhà họ Đường chúng ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trần Nguyên sao có thể là đế sư đại nhân? Hết rồi, nhà họ Triệu chúng ta dám đối đầu với đế sư đại nhân, thế là xong rồi. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Kẻ vô dụng này, tất cả là lỗi của ngươi. Trần Nguyên, không. Đế sư đại nhân, ta có mắt không thấy Thái Sơn, nghe lời Đàm Tiếu đắc tội đế sư đại nhân, xin ngài cho nhà họ Triệu một con đường sống. Trần Nguyên, ngươi thật sự là đế sư à? Sao ngươi không nói sớm? Nếu ngươi nói sớm, ta đã không đối xử ác ý với ngươi. Ngươi từ đầu đến cuối đều đang đùa bỡn chúng ta. Ta đã nói, ta có thể dẫn dắt nhà họ Đường bay lên trời, mang lại vinh quang vô thượng cho nhà họ Đường. Các ngươi không tin, ta có thể ngồi lên ngai vàng. Các ngươi cũng không tin, ta đã nói thần kiếm trấn quốc là do ta đích thân rèn. Các ngươi vẫn không tin. Bây giờ ta là đế sư, ta hỏi các ngươi tin hay không? Không tin. Đế sư là nhân vật thế nào? Làm sao có thể là ngươi, một kẻ vô dụng thế này? Thế tử điện hạ nói đúng. Mọi người nghĩ xem, nếu hắn thật sự là đế sư, chúng ta đã trăm lần sỉ nhục hắn, hắn sao có thể thờ ơ? Nhưng mà hắn vừa rút thần kiếm trấn quốc ra, phải giải thích sao đây? Đó có gì khó, thần kiếm trấn quốc trấn giữ đại hạ ngàn năm, linh khí đã mất từ lâu. Trần Nguyên, kẻ ngốc này chỉ tình cờ rút nó ra mà thôi. Ngươi chưa phát hiện ra sao? Kẻ ngốc này thật may mắn, đến mức này cũng có thể gặp. Nếu không phải thế tử mắt sáng như đuốc, chúng ta suýt chút nữa bị hắn lừa. Ngoài may mắn ra, hắn chẳng có gì đặc biệt. Trần Nguyên, ngươi còn không tự soi gương xem, dù ngươi có thể rút thần kiếm trấn quốc thì sao, ngươi không bằng một sợi tóc của đế sư, bởi vì ngươi chỉ là rác rưởi. Các ngươi đều cho rằng ta may mắn rút được thanh kiếm này, phải không? Tất nhiên rồi, ngươi chỉ là một kẻ may mắn, một chút rác rưởi, không xứng đáng để mang giày cho thái tử. Tiêu Lệ, ngươi nghĩ ta may mắn rút được thanh kiếm này? Được thôi, thì ngươi hãy trước mặt mọi người rút thanh kiếm này ra cho mọi người xem. Trần Nguyên, ngươi đang kiêu ngạo gì chứ? Đúng vậy, ngươi không nghĩ rằng chỉ vì ngươi có thể rút được thanh kiếm thần? Đúng vậy. Trần Nguyên, nếu một người thấp kém như ngươi có thể rút được thanh kiếm thần quốc gia, thái tử tôn quý tất nhiên cũng có thể. Thái tử điện hạ, ngài hãy rút thanh kiếm thần quốc gia và đập mặt tên ngốc này thật mạnh. Rút kiếm ra, chỉ hắn thôi cũng không xứng. Trần Nguyên vô dụng, ngươi thật là không biết sống chết. Thế tử điện hạ, Trần Nguyên này thật là ngông cuồng, xin ngài dùng thần kiếm trấn quốc để giết hắn đi. Trần Nguyên, mau quỳ xuống cho ta, dập đầu xin lỗi, như vậy ta còn tha cho ngươi một mạng, nếu không chết đi. Thế tử điện hạ, ngài đừng nóng giận. Trần Nguyên, ngươi mau chạy đi. Đường Vận, cô đang làm gì vậy? Cô, hắn muốn chết thì để hắn chết. Đường Vận, ta nói cho cô biết, thế tử điện hạ có quyền tiền trảm hậu tấu, chẳng lẽ cô muốn chết cùng với kẻ vô dụng này sao? Ta đã nói rồi, thanh kiếm này ngoài ta ra không ai có thể sử dụng được. Trần Nguyên, hôm nay ta sẽ dùng thanh thần kiếm trấn quốc này để chém đầu ngươi. Trần Nguyên, cuối cùng ngươi cũng phải chết. Ngươi không sao chứ? Tiêu Lệ, ngươi tự gây nghiệp chướng không thể sống, ngươi có biết không? Chuyện gì vậy? Thế tử điện hạ bị đánh bay rồi. Trần Nguyên, ngươi thật sự là chủ nhân của thần kiếm trấn quốc, vị đế sư đại nhân bí ẩn đó. Đế sư đại nhân, ta có mắt không thấy Thái Sơn đã mạo phạm ngài, xin đế sư đại nhân cho nhà họ Triệu một con đường sống. Đế sư đại nhân, ta cho các ngươi một ngày giao nộp hết tài sản của nhà họ Triệu, cút khỏi Long Thành, nếu còn dám trở lại chết. Cảm ơn đế sư đại nhân. Tiêu rồi, trước đây ta đã đối xử với hắn như vậy, chắc chắn ta sẽ chết.
Không thể nào, ngươi, kẻ vô dụng này, làm sao có thể là đế sư, ta không tin. Tiêu Lệ, đến lúc này rồi, ngươi còn gì để nói? Trần Nguyên, chưa bàn đến việc ngươi là đế sư giả, dù ngươi có thật sự là đế sư, thì sao, đằng sau chị ta là hai công chủ của cung Di Hoa, chống lưng, dễ như trở bàn tay. Hai công chủ là những người mạnh nhất ở đại hạ, ngay cả đế sư, họ cũng không coi vào đâu. Trần Nguyên, trước sức mạnh tuyệt đối, dù ngươi có thân phận cao đến đâu, cũng chỉ là một con kiến, quận chúa. Trần Nguyên, hắn đã làm nhục cung Di Hoa, ngươi lập tức gọi hai vị công chủ đến, chém giết hắn, ai dám bất kính với Di Hoa cung. Tiêu Tử Nguyệt, kính chào hai vị công chủ, đứng lên đi. Bản cung không phải đã nói rồi sao, hôm nay sẽ có quý nhân tham dự tiệc đế sư, các ngươi ở đây ồn ào, muốn tìm cái chết à? Hai vị công chủ có thân phận gì mà lại có người tôn họ làm quý nhân? A, à, đây phải là nhân vật lớn thế nào? Công chủ xin bất giận. Thật sự là có kẻ to gan lớn mật, làm rối tiệc đế sư, ta đang chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài. Trần Nguyên, hai vị công chủ đến rồi, ngày chết của ngươi đã đến. Hai người bọn họ không dám động thủ với ta. Trần Nguyên, trước mặt hai vị công chủ, ngươi còn dám ngông cuồng, quận chúa, hà tất phải phí lời, với kẻ sắp chết, hai vị công chủ, người này khinh thường cung Di Hoa, tội lỗi vô cùng, xin hai vị công chủ ra tay, chảm sát tên nhóc này, ngươi muốn ta giết hắn, đúng vậy, Trần Nguyên, tên nhóc này, tội lỗi vô cùng, không giết hắn, không thể làm dịu cơn giận của bách tộc. Xin hai vị công chủ ra tay. Sau khi thành công, tôi sẽ để cha tôi, chuẩn bị một món quà lớn, để tỏ lòng biết ơn. Trần Nguyên, ngươi mau đi đi, rời khỏi Long Thành, đừng bao giờ quay lại, không cần. Hai vị công chủ, Trần Nguyên là chồng tôi, xin thả anh ấy, mọi lỗi lầm của anh ấy, đều do tôi gánh chịu. Đường Vận, im đi, Đường Vận, cô thật sự vì tên nhóc này, mà không cần mạng sao? Đường Vận, xem ra cô với kẻ ngốc này, tình cảm thật sự sâu đậm, tốt. Vậy thì các ngươi cùng chết đi, công chủ, thật hỗn sực. Công chủ, kẻ lỗ mãng với ngài, là kẻ ngốc Trần Nguyên, người ngài nên đánh là hắn, người im miệng đi, hai vị công chủ ghét nhất, người khác dạy họ làm việc, người không muốn sống nữa à? Hai vị công chủ, Trần Nguyên này, không chỉ xúc phạm Di Hoa Cung, còn lén học Bích Thủy Kiếm Quyết của chúng ta, đây là tội chết, ta nghe nói, võ công của Di Hoa Cung, không bao giờ truyền ra ngoài, lần này Trần Nguyên chắc chắn chết. Đương nhiên, hai vị công chủ đứng ở đỉnh cao nhân gian, dù Trần Nguyên có tu vi cao thâm, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Trần Nguyên, hôm nay, ngươi chết dưới tay hai vị công chủ, đó là niềm vinh hạnh của ngươi, kẻ vô dụng. Công chủ, ngươi là đồ rác rưởi, câm miệng, công chủ Tiêu Tử Nguyệt học nghề không tinh, còn phải làm phiền hai vị công chủ ra tay, làm mất uy danh của Di Hoa Cung. Sau việc này, tự đến vách đá kiệt kỷ diện bích 3 năm, nhưng kẻ này tội không thể tha, xin hai vị công chủ ra tay giết hắn. Nực cười, hai vị công chủ muốn giết người, thì ngay cả quốc gia cũng không ngăn được. Trần Nguyên, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Di Hoa Cung giao nguyệt và luyến tinh, bái kiến tiên sinh. Đứng lên đi. 300 năm rồi, cuối cùng lại gặp tiên sinh, tốt lắm, tu vi của các ngươi đều có tiến bộ. Không đúng, hai vị công chủ, hắn học lén kiếm quyết của Di Hoa Cung ta, tại sao không giết hắn? Tên khốn, Tiêu Tử Nguyệt, ngươi có biết Bích Thủy Kiếm Quyết này là do tiên sinh sáng tạo ra không? Bao gồm cả chúng ta, có được ngày hôm nay, cũng đều nhờ vào tiên sinh. Cái gì? Nói như vậy, Trần Nguyên, thực sự là sư phụ của hai vị công chủ sao? Điều này sao có thể như vậy? Tài Tôn, Phan Long Giới, Thần Kiếm Trấn Quốc, Di Hoa Cung đều là đệ tử của Trần Nguyên, chính tay ta đã chôn vùi cơ hội, khiến Đường gia trở thành gia tộc số một thiên hạ. Ta thật mù quáng. Ta mù quáng quá, bà nội, nói như vậy ngài là sư tổ của ta, mà ta lại dám đối xử tệ bạc với sư tổ sao? Ta đã làm gì, ngốc à, còn không mau qua đây quỳ xuống xin lỗi thầy. Tiêu Tử Nguyệt xúc phạm sư tổ, tội đáng muôn chết. Tiêu Tử Nguyệt, ngươi đáng chết, nhưng ta nghĩ, ngươi trung thành bảo vệ hai cô gái nhỏ này, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Tử Nguyệt xúc phạm thầy, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt ngươi về Di Hoa Cung cấm túc 10 năm, không được ra khỏi nửa bước, nếu không được phép, ngươi có phục không? Tạ ơn sư tổ, tạ ơn hai vị công chủ, đã không giết ta. Tiêu Tử Nguyệt phục, phục, đi đi. Vợ à? Nghĩ gì thế? Sao vậy? Trần Nguyên, anh vẫn là Trần Nguyên mà ta biết chứ. Vợ à, bất kể ta là ai, cô nhớ kỹ, ta mãi mãi là chồng của cô, nhưng anh là một nhân vật vĩ đại, còn ta chỉ là một người bình thường, ta sợ ta không xứng với anh. Vợ ngốc của ta, đang nghĩ gì vậy? Cô là vợ mà ta đã chọn, chỉ cần cô muốn, không ai trên đời này có thể chia rẽ chúng ta. Vả lại, ta đã nói với cô rồi, ta sẽ dùng 6 lễ nghi để cưới cô làm vợ. Chiến trường ta có lẽ đang trên đường đến đây. Quốc chủ bệnh nặng, Bình Kiên Vương liên hợp với sư đế làm phản, quốc chủ lệnh cho ta đến đây cầu xin hai vị công chủ ra tay cứu vua. Ngươi nói sư đế tham gia làm phản? Chính xác, quốc chủ bệnh nặng, bị Bình Kiên Vương giam giữ, ta liều chết phá vòng vây, xin mọi người lập tức xuất phát cứu quốc chủ. Giao Nguyệt, Luyến Tinh, chúng ta đi. Trần Nguyên, đế sư và vương vị cao quyền trọng không dễ đối phó như vậy đâu. Tiên sinh có điều không biết, đế sư đại hạ trấn giữ quốc vận vô cùng thần bí, tu vi cũng rất sâu không lường được,
Nực cười, một kẻ giả mạo cũng dám mưu đồ cướp ngôi, thật đúng là muốn chết. Ý tiên sinh là đế sư bên cạnh quốc chủ, là giả sao? Đúng vậy, vì ta chính là đế sư. Nghe đây, từ bây giờ, cửa thành cấm nghiêm ngặt, bất cứ ai không được tự ý vào trong, kẻ nào vi phạm, giết. Tiên sinh, có tin từ điện vương, Tiêu Vô Nhan đang tổ chức đại lễ truyền ngôi, chúng ta phải nhanh chóng thôi. Tiên sinh, Tiêu Vô Nhan những năm gần đây luôn ngầm liên kết với nhiều cao thủ, chắc hẳn là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tiêu Vô Nhan thật là to gan, ta nghĩ hắn chắc là quên hắn có ngày hôm nay là nhờ ta đã từng phái người tặng cho một cuốn binh pháp, hắn dám mưu nghịch. Tiên sinh không cần tức giận, Tiêu Vô Nhan lòng lang dạ sói, dựa vào công lao trong quân đội, tất nhiên không chịu ở dưới người khác lâu dài. Đi thôi. Cấm địa hoàng thành, kẻ xâm nhập sẽ chết. Láo xược, ngươi là cái thứ gì mà dám cản bước tiên sinh? Mở ra, nếu không thì chết. Đồ khốn, bản tướng là đại hạ quốc thủ thành sứ, mà dám ăn nói ngông cuồng, khuyên ngươi nhanh chóng rời khỏi, nếu không đừng trách bản tướng dưới đao vô tình. Lắm lời, tên khốn này dám động thủ làm bị thương người khác, các huynh đệ xông lên cho ta. Bản tướng nhận đại ân của quốc chủ, chức trách của ta dù hôm nay có phải đổ máu tại đây cũng tuyệt đối không để các ngươi bước vào vương thành một bước. Ngươi, Quách Hoài, 20 năm trước ngươi chỉ là một kẻ nghèo khó, là ta thấy ngươi đáng thương giới thiệu ngươi cho Chiến Vân Thiên mới có ngươi hôm nay. Bây giờ ngươi dám giúp kẻ ác làm điều xấu, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi là tên khốn? Đế sư đại nhân ở đây, các ngươi còn không quỳ xuống? Quách Hoài không biết đế sư giá lâm, tội đáng chết vạn lần, xin đế sư trách phạt, cho người của ngươi tránh ra. Đế sư, ngài không nên ở trong điện vương tham gia đại lễ mới đúng phải không? Sao lại ở đây? Quách Hoài, ngươi thật sự là mù mắt. Tiêu Vô Nhan tìm người giả làm đế sư, giam giữ quốc chủ, tổ chức đại lễ đơn vị, ý đồ mưu phản, còn không tránh đường. Bình Kiến Vương nói, theo ý chỉ của đế sư, mới tổ chức đại lễ này, chuyện gì vậy? Sắp chết đến nơi còn không biết, ngươi thật là ngu ngốc đến cực điểm. Hay là, ngươi định theo Tiêu Vô Nhan, cùng nhau mưu phản sao? Đế sư đại nhân, dù có mượn 10 cái gan, tôi cũng không dám có ý mưu phản. Nay mở cổng cho đế sư vào thành, mong được lập công chuộc tội. Bây giờ, quốc chủ bệnh nặng, nhưng nói thế nào, quốc gia không thể một ngày không có vua, bản vương hôm nay sẽ miễn cưỡng nhận chức, thay quyền, đây là chủ nhân của đại hạ. Phụ vương là người được thiên mệnh, còn chúc phụ vương trường thọ mãi mãi, quốc vận kéo dài. Tốt, hôm nay ta chính là chủ nhân của đại hạ, tên phản nghịch nhỏ bé, còn dám tự xưng là chủ nhân của đại hạ. Ngươi là ai, dám nói lời ngông cuồng ở đây? Tiêu Vô Nhan, ngươi là thần tử, dám mưu đồ cướp ngôi, còn không mau cút xuống. Trần Nguyên, lại là ngươi, con yêu quái không tan này. Hôm nay là lễ nhậm chức của phụ vương ta, không cho phép ngươi làm càn. Người đâu, bắt bọn chúng lại, ta xem ai dám. Tiêu Vô Nhan, ngươi giam giữ quốc chủ, còn dám tự xưng là vua, thật là đại nghịch bất đạo. Trần Nguyên, khi nào ta cầm tù quốc chủ? Quốc chủ bị bệnh nặng, ta chỉ tạm thay quốc chủ. Nực cười, quốc chủ vốn khỏe mạnh, làm sao có thể đột nhiên bệnh nặng? Ta thấy rõ ràng là ngươi dã tâm mưu hại quốc chủ. Giao Nguyệt, ta kính trọng hai tỷ muội các ngươi, là công chủ Di Hoa Cung, nhưng không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Di Hoa Cung, Tiêu Vô Nhan, ngươi nói quốc chủ bệnh nặng, lệnh ngươi thay quản triều chính đều là lời một phía của ngươi, ngươi dám không? Để chúng ta gặp quốc chủ. Quốc chủ bệnh nặng, không thể tùy tiện gặp người. Nói gì quốc chủ bệnh nặng, không tiện quấy rầy. Ta thấy rõ ràng là ngươi lòng dạ bất an. Giao Nguyệt công chủ, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, sức khỏe của quốc chủ đã có người chăm sóc đặc biệt, ngay cả khi ngươi ở cung Di Hoa là môn phái ẩn thế cũng không thể đảo lộn đúng sai chứ. Những điều ngươi nói có ai làm chứng không? Lão phu chính là nhân chứng. Trần Nguyên, ngươi thật to gan, dám vu khống sư tôn của ta. Trần Nguyên, Lăng Thần Y là người có địa vị gì, người mà ngay cả quốc chủ cũng phải tôn kính, ngươi dám nói năng bất kính? Tiên sinh, hiện nay quốc chủ đang nguy kịch, thật sự không nên kết thêm thù địch, không bằng chúng ta cứu quốc chủ trước, rồi sau đó đấu với Thiên Y môn cũng không muộn. Lăng Mộ Hoa, nhanh đến gặp ta. Là sư tôn đang gọi ta. Tiểu Đồng, nhanh đẩy ta đến gặp sư tôn. Vâng, môn chủ. Vô lễ, môn chủ đại nhân là người thế nào, sao lại đến gặp ngươi, tên chuẩn nhất này? Trần Nguyên, Lăng Thần Y là người thế nào? Ta thấy ngươi không muốn sống rồi. Không cần lo lắng, ta cảm nhận được cô bé đó đã đến vương thành rồi. Ngươi là cái gì, lại dám gọi thẳng tên của Lăng Thần Y? Trên điện phỉ báng quân, không tôn trọng thần y, chỉ cần hai điều này, ta đã có thể chém ngươi thành trăm mảnh. Cưng à, đây là kết cục cho việc ngươi đắc tội với ta, bây giờ quỳ xuống xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nực cười, chưa nói ngươi chỉ là một con kiến, dù cho Lăng Mộ Hoa có đến gặp ta cũng phải quỳ gối xin lỗi. Lăng Thần Y đến. Lăng Mộ Hoa thật sự đến rồi. Chị gái, Lăng Mộ Hoa thần y này, lời nguyền, tinh nhi, không được nói bậy. Nghe nói Lăng Thần Y ngày xưa từng hứa với sư phụ của nàng sẽ hái linh chi ngàn năm cho ông pha trà, đáng tiếc không may rơi xuống vách núi nên mới bị tàn tật, nhưng dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng chữa bệnh cứu người. Rốt cuộc là bậc hiền năng cao nhân nào mới có thể dạy ra một đệ tử như Lăng Mộ Hoa? Mạc Thiên Thu tham kiến môn bảo tỷ,
Có chuyện gì vậy? Hôm nay ta phải gặp người quan trọng, ồn ào náo loạn là sao? Môn chủ đại nhân, là thế này, có một tiểu khả ái, không chỉ xúc phạm môn đồ đóng cửa của ngài Mạc lão, còn dám xúc phạm Thiên Y môn, đệ tử của môn phái. Mạc Thiên Thu, ngươi chỉ là người giữ cửa cho Thiên Y môn của ta, khi nào ta thu ngươi làm đệ tử đóng cửa? Hóa ra là đệ tử đóng cửa như vậy à? Thưa môn chủ, người này quá ngạo mạn, xin ngài ra tay trừng phạt hắn, tốt nhất là làm cho hắn thành dược nhân, Thiên Y môn chúng ta làm việc. Không cần người khác chỉ đạo, đồ hỗn láo, ngươi nói bậy gì vậy? Lăng Thần Y tự có kế hoạch, ngươi mà chọc giận Lăng Thần Y, không vui thì cẩn thận mạng nhỏ của ngươi không bảo toàn. Là kẻ nào lại dám ngông cuồng như vậy, sỉ nhục Thiên Y môn ta? Sư tôn, ngài nói dùng gì pha trà là tốt nhất? Chắc là vạn niên linh chi nhỉ? Vậy tốt, sau này con sẽ tìm cho sư tôn một cây vạn niên linh chi pha trà. Ừ. Trần Nguyên, ta khuyên ngươi bây giờ ngoan ngoãn xin tha tội, nếu không chọc giận Lăng Thần Y, có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Không sai, độc dược của sư phụ ta có thể giết người vô hình, chỉ cần muốn một viên độc dược có thể diệt cả một nước. Trần Nguyên, chết dưới tay Lăng Thần Y là vinh dự của ngươi đấy, thật sự là ngươi. Không sai, sư phụ chính là người này, hoàn toàn không coi Thiên Y môn ra gì. Xin người ra tay, để hắn sống không được, chết cũng không xong. Lăng Thần Y, chuyện hôm nay có thể có chút hiểu lầm, nếu người chịu rời đi, Di Hoa cung chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này. Giao Nguyệt công chủ, ngươi chẳng lẽ tự đề cao mình quá rồi? Di Hoa cung ngươi dù mạnh, nhưng so với Lăng Thần Y vẫn còn kém xa. Lăng Thần Y, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt người này, bổn vương hứa với ngươi, ta sẽ phong ngươi làm quốc sư, địa vị ngang hàng với đế sư. Môn chủ, sư tôn, cuối cùng đệ tử cũng gặp được người. Đệ tử Lăng Mộ Hoa, bái kiến sư tôn. Sao có thể như vậy chứ, ngươi vô dụng như vậy làm sao, lại là sư tôn của thần y? Cái gì, Trần Nguyên, lại là sư tổ của ta? Sư tổ, đệ tử có mắt không tròng, đệ tử đáng chết, cầu xin sư tổ khai ân, tha cho đệ tử một mạng chó. Mộ Hoa, chân ngươi, sao lại thành ra thế này? Yểu đồng, lấy đồ trong hộp ra. Sư tôn, đệ tử đã mang đến cho người vạn năng linh chi, hiến dâng để người pha trà. Cái gì, hóa ra tiên sinh chính là người. Lăng Thần Y thả gãy cả hai chân, cũng phải hái linh chi ngàn năm để pha trà cho sư tôn thần bí. Mộ Hoa, tại sao con lại mù quáng như vậy? Chỉ vì một câu nói đùa của ta năm xưa, con lại làm tàn phế cả hai chân của mình, có đáng không? Chỉ cần sư tôn vui vẻ, con làm gì cũng đáng. Chị gái, tiên sinh đang làm gì vậy? Đừng nói gì, tiên sinh đang trị liệu cho đôi chân của Lăng Thần Y. Mộ Hoa, lại đây. Môn chủ, ngài có thể đứng dậy rồi, thật là quá tốt, cảm ơn sư tôn. Sư tổ tha mạng, đệ tử biết sai rồi. Sư tổ, đồ hỗn láo, ngươi tham lam quyền quý, lỗi thứ nhất, ngươi mạo danh đệ tử của ta để lừa đảo. Lỗi thứ hai, lỗi lớn nhất của ngươi là xúc phạm sư phụ ta, ngươi thật đáng chết vạn lần. Đệ tử biết sai rồi, không nên xúc phạm sư tổ, cầu xin môn chủ tha tội. Tiểu đồng, từ giờ phút này bãi bỏ thân phận đệ tử Thiên Y môn của Mạc Thiên Thu và công khai những việc làm của hắn cho thiên hạ biết, ta muốn hắn bị loại khỏi giới y thuật. Vâng, môn sinh. Tất cả đã kết thúc. Lăng Thần Y, ngài có nhận nhầm người không? Tên này chỉ là một kẻ ngốc vô dụng, làm sao có thể là sư phụ của ngài? Ngươi muốn nói rằng ta mù quáng không nhận ra sư phụ của mình sao? Lăng Thần Y, xin ngươi giận, con ta ăn nói không suy nghĩ, đắc tội với Lăng Thần Y, còn mong Lăng Thần Y bớt giận. Tiêu Vô Nhan, ngươi vừa rồi không phải đã nói rằng muốn giết ta sao? Sao vậy? Mới đây đã đổi ý rồi à? Trần Nguyên, người ta nói quan gia dễ giải không dễ kết, nếu ngươi để ta ngồi vững ngôi vua này, ta nguyện phong ngươi là Bình Kiên Vương. Bình Kiên Vương là cái gì? Trong mắt ta chẳng qua là con kiến. Đủ rồi, Trần Nguyên, ta khuyên ngươi đừng làm mất mặt mũi phụ vương ta phong ngươi làm Bình Kiên Vương là coi trọng ngươi, ngươi muốn phá hủy mọi thứ, cái gọi là cá chết lưới rách của ngươi trong mắt ta chẳng qua là trứng chọi đá mà thôi. Trần Nguyên, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Hôm nay tại đây, những kẻ đồng mưu với giặc, mưu phản đoạt vị, làm điều trái ngược, tất cả đều phải chết. Trần Nguyên, ngươi có Di Hoa cung phía sau, Thiên Y môn thì sao? Ngươi đừng quên, phía sau ta có đại sư đế quân kính trọng chống lưng cho ta. Sư phụ, thân phận đại sư đế quân rất bí ẩn, ngay cả ta cũng chưa gặp, không thể không đề phòng. Trần Nguyên, ngươi này bây giờ biết sợ rồi chứ? Đại sư đế quân này chính là trời của thế gian này, trong mắt ngài Thiên Y môn Di Hoa cung chẳng qua là con kiến, đại sư đế quân là người bảo vệ của đại hạ, vương gia có ngài làm chỗ dựa, xem ra tên này chết chắc rồi. Trần Nguyên, ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng,
bản vương còn tha mạng cho ngươi, một lát nữa, đợi đại sư đế quân đến, ngươi khó mà thoát chết. Vương gia, lão phu nguyện ý đầu hàng, Mạc Thiên Thu, ngươi lại cùng với loại người này thông đồng, thật là nghịch đạo. Môn Quế đại nhân, gọi là người biết thời thế mới là anh kiệt. Vương gia lập công lớn, lại có đại sư đế quân làm chỗ dựa, có gì mà không được. Đại hạ chi chủ, Tiêu Vô Nhan, ngươi nghĩ rằng tìm được một giả đế sư là có thể ngồi yên trên ngôi vị vương được sao? Trần Nguyên, ngươi đang nói nhăng cuội gì vậy? Đế sư là người thế nào? Ta làm sao có thể giả mạo ông ấy? Đúng vậy, tên vô dụng này nói toàn chuyện hoang đường, dựa vào đâu nói đế sư là giả, dựa vào ta, hoàn thành chính là đế sư. Trần Nguyên, ngươi thật to gan, dám giả mạo đế sư đại nhân, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Trần Nguyên, ngươi có biết mình đang nói gì không? Chỉ riêng việc ngươi giả mạo đế sư, tội lớn này đủ để ngươi bị xử tử ngàn dao. Đế sư đại nhân là người có quyền lực lớn thế nào, làm sao có thể là ngươi vô dụng như thế này, thật là nực cười đến cực điểm. Sư tôn, công lực của đại sư đế thâm sâu khó lường, chấn giữ đại hạ hàng ngàn năm khí vận, không thể đùa được đâu. Trần Nguyên, ngươi gan to bằng trời, dám mạo danh đại sư đế, mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không hôm nay ta chắc chắn sẽ cho ngươi chết thảm tại chỗ. Được rồi, vậy làm sao ngươi có thể chắc chắn ta không phải là đại sư đế? Phải nói rằng, Trần Nguyên, kế hoạch vừa rồi của ngươi rất hay, nhưng mà giả mãi mãi không thể thành thật. Ta nghĩ mọi người còn chưa biết, hôm nay ta có thể ngồi lên ngai vàng này hoàn toàn nhờ vào sự chấp thuận của đại sư đế. Cái gì? Đại sư đế cũng đồng ý rồi? Bính Kiên Ngọc, không chỉ có vậy, đại sư đế sẽ đến ngay giúp ta tổ chức lễ nhậm chức. Trần Nguyên, bây giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi thì vẫn còn kịp, nếu không đợi lát nữa khi đại sư đến, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Sư phụ, ngươi đi trước đi, ở đây con sẽ cản đại sư đến. Tham kiến đại sư, đứng lên đi, chuyện gì xảy ra vậy, ồn ào náo loạn như vậy? Thật ra là sao, đại sư xin ngươi giận, tất cả là lỗi của tiểu khả ái Trần Nguyên, không chỉ quấy rối đại điển mà còn công khai bất kính với ngài. Ta đang tìm người để đưa hắn vào ngục thiên lao đợi ngài xử lý. Ngươi nói hắn là ai? Trần Nguyên, ngươi tiểu khả ái này chắc bị dọa ngốc rồi, đến cả đại sư cũng không nhận ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ với kẻ vô dụng này mà cũng xứng gặp đế sư đại nhân sao? Tiêu Vô Nhan, ngươi gan lớn thật, dám tìm một tên ngốc như vậy để giả mạo đế sư, ngươi không sợ cả nhà bị xử trảm sao? Ở đâu ra cái thứ hỗn láo dám nghi ngờ thân phận của đế sư ta? Trần Nguyên, ngươi hỗn xược, dám nghi ngờ đế sư đại nhân, ngươi có biết đế sư nổi giận máu chảy ngàn dặm? Trần Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi có Thiên Y môn và Di Hoa cung chống lưng mà có thể vô pháp vô thiên, cao gối không lo. Ta nói cho ngươi biết, những thứ này trong mắt đế sư chỉ là con kiến mà thôi. Đế sư đại nhân, tên Trần Nguyên này dựa vào người đứng sau càng không coi Bình Kiên Vương vào mắt, vừa rồi còn giả mạo đế sư, xin đại sư đế quân tự tay trừng trị kẻ này, một tên giả mạo nhỏ nhoi muốn giết ta. Đại sư đế quân thật sự không thấy nực cười sao? Tốt, ngươi cứ luôn miệng nói ngươi là đại sư đế quân, vậy ngươi có vật này không? Chẳng lẽ đây là Long Ngọc? Không sai, đây chính là vật tùy thân của quốc chủ. Trước khi quốc chủ hôn mê, đã ban vật này cho đại sư đế quân, bảo ta thay ngài hoàn thành nghi thức thiền vị. Trần Nguyên, ngươi cứ luôn miệng nói ngươi là đại sư đế quân, vậy ngươi có vật này không? Thế tử điện hạ, hà tất phải nói nhiều với tên này, nhanh chóng bắt hắn lại. Trần Nguyên, ngươi tội không thể tha, giả mạo đại sư đế quân, dù phía sau ngươi có Di Hoa cung và Thiên Y cốc chống lưng, bản vương cũng sẽ khiến ngươi trả giá. Chỉ một miếng ngọc rồng mà các ngươi tin rằng kẻ giả mạo này thật là ngu ngốc. Trần Nguyên, ta khuyên ngươi nên đừng cố gắng vô ích nữa. Bây giờ ngươi chẳng lẽ định nói với chúng ta miếng ngọc rồng trong tay đế sư là giả sao? Thật là nực cười, ngọc rồng là biểu tượng của hoàng gia đại hạ, là tín vật của quốc chủ, sao có thể nói mất là mất? Trần Nguyên, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin, có lẽ đế sư đại nhân còn có thể cho ngươi một đường sống, nếu không thì hôm nay nhất định ngươi sẽ bị chặt thành trăm mảnh. Ngươi vô dụng này, câm miệng. Môn chủ, lúc này rồi mà ngươi còn bảo vệ hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì một kẻ vô dụng như vậy mà đối đầu với đại hạ? Người đâu, kẻ giả mạo đế sư này, bắt lại cho ta. Các ngươi chỉ biết Long Ngọc là biểu tượng của hoàng gia, có biết viên Long Ngọc này là ngàn năm trước ta đã tặng cho tổ tiên của nhà Chiến? Trần Nguyên, ta thấy ngươi điên rồi, những lời bất kính như vậy ngươi cũng dám nói ra. Trần Nguyên, nói dối cũng không tìm một lý do tốt hơn, nếu viên Long Ngọc này thật sự là ngươi tặng cho quốc chủ, chẳng phải ngươi đã sống ngàn năm rồi sao? Toàn nói nhảm, làm gì có ai sống ngàn năm, ngàn năm là gì chứ, trong mắt ta chỉ là một cái búng tay. Ai mà không biết ở đại hạ chỉ có một người sống lâu, đó là đế sư vĩ đại, còn ngươi nghĩ mình xứng đáng sao? Tiểu lượng, ngươi miệng mồm nói viên Long Ngọc này trong tay ta là của ngươi, làm sao để chứng minh? Đại sư huynh, ta thấy đứa nhỏ này toàn nói những lời mê muội, huynh mau bắt hắn lại đi, đừng để hắn ở đây ảnh hưởng tâm trạng mọi người. Ngươi, Trần Nguyên, ngươi đang làm gì thế? Nhanh trả Ngọc Long cho đại sư huynh, Ngọc Long này là biểu tượng của hoàng đế, nếu có bất cứ tổn hại nào, tất cả chúng ta ở đây đều phải chết cùng ngươi. Ta là chủ nhân, cuối cùng ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi hãy ngoan ngoãn trả Ngọc Long cho ta, nếu không ta, đại sư huynh, không ngại tự tay giết ngươi.
nghe đồn đại sư huynh tu vi cao thâm, ngươi không thể bốc đồng, các ngươi không phải muốn tôi chứng minh ngọc long này có phải của ta không, vậy thì mở to mắt ra nhìn cho rõ. Thật là gan lớn, ngươi dám làm hư long ngọc à? Trần Nguyên, long ngọc này là bảo vật của quốc chủ đấy, ngươi dám làm hư nó à? Trần Nguyên, ngươi đã xúc phạm đến đế sư, làm hư bảo vật còn không mau quỳ xuống nhận tội, có lẽ còn có thể giữ được một toàn thây. Kẻ nào, mau bắt lấy hắn cho ta, ta xem ai dám. Giao Nguyệt, ngươi định nổi loạn à? Chủ nhân Giao Nguyệt cung, các ngươi của Giao Nguyệt cung thật sự không dễ đối phó, nhưng đừng quên đây là hoàng thành, cao thủ đầy rẫy, dù ngươi có giỏi đánh đến mấy, chiến tranh kiểu xe tăng cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Ta khuyên ngươi hãy đầu hàng đi, ngươi muốn xem họ chết cùng ngươi à? Trần Nguyên, đế sư đại nhân tu vi vô song, muốn giết ngươi như giết gà, nếu ta là ngươi bây giờ đã quỳ trước đế sư đại nhân cúi đầu xin lỗi, ngươi đã làm hỏng long ngọc, lần này không ai có thể cứu được ngươi, tên nhóc vô dụng, chuẩn bị chết đi. Long ngọc này vốn là vật của bản tôn, ta muốn hủy thì hủy. Trần Nguyên, đến lúc này rồi vẫn còn nói khoác lác, ngươi nói long ngọc là của ngươi, ai có thể chứng minh? Long thần bảo hộ đại hạ gặp chủ nhân. Lẽ nào Trần Nguyên, những gì vừa nói là thật, long ngọc thật sự là do ngươi tặng cho quốc chủ? Sư phụ, như vậy ngươi thực sự là đế sư? Điều này có gì, thầy trò chúng ta trường sinh bất lão, trong dòng lịch sử dài không biết bao nhiêu thân phận khác, một đế sư nhỏ bé có tính là gì? Những kẻ ngu ngốc này nhầm hàng giả là thần thật, còn dám bất kính với đế sư thật sự, còn không mau quỳ xuống. Trần Nguyên, đại sư đế, là ta có mắt không trồng, đắc tội với ngài, xin ngài đại từ đại bi tha cho ta một mạng, như ngươi vì lợi ích riêng phản bội sư môn cũng xứng đáng cầu xin tha thứ, ngươi đúng là đáng chết ngàn lần. Không thể nào, hắn sao có thể là đế sư? Đế sư thật sự đang ở trước mặt các ngươi, mọi người có lẽ chưa biết, trước đây Trần Nguyên là kẻ làm rể họ Đường ở Thiên Thành mà thôi. Nếu hắn thật sự là đế sư thì làm sao có thể đi làm kẻ mà ai cũng khinh thường? Hắn không phải là đế sư, vậy còn thần long bảo vệ quốc gia vừa rồi thì sao? Là chuyện gì đây? Chuyện đó còn không rõ ràng à? Chủ nhân, thần long gọi không phải là Trần Nguyên mà là đế sư thật sự, vì vậy Trần Nguyên này luôn luôn giả thần giả quỷ lừa gạt chúng ta. Tốt lắm Trần Nguyên, dám giả mạo đế sư, ngươi không sợ quốc chủ trừng phạt sao? Quốc Sinh, tên của chiến trường ca là do ta đặt cho cô ấy, ta cho cô ấy mượn 10 can đảm, cô ấy cũng không dám định tội ta. Ngươi dám gọi trực tiếp tên quốc chủ? Trần Nguyên, ta thấy ngươi đang tự tìm đường chết, đế sư đại nhân rộng lượng không so đo với ngươi, ngươi còn lấn tới nữa à? Sư tổ, quốc chủ chiến trường ca rất coi trọng uy nghiêm hoàng gia, lời này ngươi không nên nói ra thì hơn. Trần Nguyên, dù ngươi có Di Hoa cung và Thiên Y môn làm hậu thuẫn, quốc chủ muốn giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Giết ta à? Chiến trường ca có lẽ đã quên, cô ấy có thể trở thành chủ nhân đại hạ hoàn toàn nhờ vào một lời nói của ta. Hỗn sược! Trần Nguyên, dám nói mình có thể bổ nhiệm quốc chủ đại hạ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là những kẻ ngốc sao? Nếu không tin thì đợi chiến trường ca đến, các ngươi tự nhiên sẽ biết lời ta nói là thật hay giả. Nói bậy bạ, quốc chủ hiện giờ bệnh nặng sao có thể đến đây được? Đủ rồi, bản thế tử không rảnh nói nhảm với ngươi, hôm nay là ngày vui, cha ta tiếp nhận chức quốc chủ. Trần Nguyên, ngươi mau đưa người của ngươi rời đi, bản thế tử còn có thể tha mạng cho ngươi. Một đám phản loạn cũng dám lớn tiếng khoe khoang, tập hợp đuổi họ ra ngoài cho ta, ta xem ai dám. Còn đứng đó làm gì, đại sư huynh đã nói rồi, sợ gì, xông lên. Trần Nguyên, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, ai dám bất kính với đại sư huynh. Các ngươi thấy chấm, tại sao không quỳ? Thần cúi đầu chào quốc chủ, bình thân. Trần Nguyên, ngươi thật to gan, trước mặt quốc chủ sao không quỳ, ngươi phải chịu tội gì? Bẩm quốc chủ, tên này dựa vào Thiên Y môn và Di Hoa cung ủng hộ, coi thường quốc chủ, giả mạo đế sư, xin ngài hạ lệnh giết hắn ngay. Đúng vậy quốc chủ, người này tội lớn lắm, ngài tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Quốc Sinh, chắc chắn có hiểu lầm ở đây, nếu quốc chủ đồng ý tha cho sư tôn của ta, Thiên Y môn của chúng ta sẽ mãi mãi nợ hoàng gia đại hạ một ân tình. Lăng Ngộ Hoa, đến lúc này rồi ngươi vẫn cầu xin cho tên này sao? Ta khuyên ngươi nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hắn đi, để khỏi liên lụy đến Thiên Y môn. Trần Nguyên, nhìn ngươi này làm quốc chủ tức giận, còn không mau quỳ xuống, có lẽ quốc chủ vui cho các ngươi một cái chết nhanh chóng. Đồ khốn, quốc chủ, người mắng ta làm gì? Kẻ khinh thường quốc chủ là hắn, ta đang giúp người chút giận mà, người biết không hắn là ai? Chiến trường ca bái kiến đế sư đại nhân, đứng dậy đi. Sư tôn, ngài thật sự là đế sư đại nhân? Điều này sao có thể? Trần Nguyên, sao có thể là đế sư đại nhân? Quốc chủ, ngài có nhầm không? Hắn chỉ là một tên ngốc vô dụng, đế sư thật sự phải là vị này mới đúng. Tiêu Lệ, ngươi thật là to gan, dám gọi đế sư đại nhân là tên nhóc vô dụng, ngươi thật sự nghĩ chấm không dám giết hai cha con ngươi sao? Đế sư đại nhân, kẻ hèn biết lỗi, xin đế sư đại nhân tha mạng. Đế sư, ngài là đế sư vĩ đại mà, dù hắn có là quốc chủ đi chăng nữa cũng không xứng đáng để ngài quỳ lạy. Chiến trường ca, ta muốn biết kẻ mạo danh này là chuyện gì. Đế sư đại nhân, ngày xưa ngài mất tích không lý do, chiến ca sợ chuyện này bị lan truyền sẽ khiến các quốc gia xung quanh
sôi sục muốn hành động, dân vì, mệnh chính thức, giả dạng đế sư, ổn định tình hình, nhưng không ngờ, kẻ nhỏ mọn này lại cấu kết với Tiêu Vô Nhan, âm mưu lật đổ đại hạ của chúng ta, thật sự là đáng chết ngàn lần, quốc chủ, đều là do Bính Kiên ép ta phải làm như vậy. Ngươi dám phản bội bản vương, ngươi biết hậu quả của việc phản bội là gì chứ? Quốc chủ, Bính Kiên vương nói rằng ngài hôn mê không tỉnh lại, nói bảo ta giúp hắn lên ngôi quốc chủ, nếu không hắn sẽ giết ta, ta cũng không dám không nghe theo. Chiến trường ca, sao ngươi lại đứng ở đây? Nếu ta không nhớ nhầm, ta đã sai người đưa thuốc độc cho ngươi rồi. Tiêu Vô Nhan, chấm phải thừa nhận rằng việc ngươi hạ độc chấm là rất cao minh, nhưng ngươi không biết rằng ngay khi cảm thấy không khỏe, chấm đã lặng lẽ ra lệnh cho người đi mời Lăng Thần Y. Không thể nào, Thiên Y môn đã có quy tắc tuyệt đối không tham gia vào chuyện triều đình, dù quốc chủ có đến cũng không thể mời được nàng. Đúng vậy, bản vương đã đoán trước điều này mới hạ độc ngươi. Vậy ngươi có biết đây là vật gì không? Đây là chiếc nhẫn Phan Long. Đúng vậy, người sở hữu nhẫn Phan Long, dù là ai đi nữa đều có thể mời Lăng Thần Y đến cứu chữa. Đúng vậy, nhẫn Phan Long là vật của sư phụ ta, dù là ai đi nữa mang nhẫn Phan Long đến tìm ta, đừng nói là Vương Điện, dù là Tây Bắc ta cũng nhất định đến. Hóa ra là như vậy, thảo nào Trần Nguyên lại có thể khiến Lăng Thần Y đến nhanh như vậy tới chủ điện. Tiêu Vô Nhan, lần này ngươi không còn lời gì để nói, người đâu bắt hai tên phản nghịch này cho chấm. Quốc chủ, phụ vương ta không cố ý, xin người tha cho ông ấy lần này, còn đứng đó làm gì, động thủ đi. Phụ vương, con không muốn chết đâu, phụ vương, ta xem ai dám động thủ. Chiến trường ca, ngươi đã thấy vật này rồi chứ, đây là lệnh bài miễn tử, do tiên quốc chủ ban cho. Đế sư, tiên vương có lệnh, ai có lệnh bài miễn tử, dù phạm lỗi lớn trời, cũng được miễn tội chết, chỉ cần dám làm thứ dân là được. Phụ vương, ngươi có bảo bối này, sao không lấy ra sớm hơn. Chiến trường ca, ngươi nhìn ta đã thua rồi, thật, ngươi cũng không thể thắng đâu, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ là kẻ phản nghịch. Trần Nguyên, dù ngươi có Thiên Y môn và Di Hoa cung ủng hộ thì sao? Dù ngươi là đế sư thật thì sao? Cũng không thể làm gì được ta. Tiêu Lệ, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Lệnh bài miễn tử chỉ có thể miễn một mạng. Ngươi nghĩ Tiêu Vô Nhan là cứu bản thân hắn ta hay cứu ngươi? Trần Nguyên, ngươi đừng có gây chia rẽ quan hệ cha con ta. Nếu ta mà ra khỏi đây, các ngươi không ai yên ổn được đâu. Đừng nghĩ chia rẽ quan hệ cha con chúng ta. Ngươi tiết kiệm lời đi. Con nói hay lắm. Con ngoan, đợi cha ra ngoài nhất định sẽ quay lại cứu con. Con yên tâm. Miễn tử kim bài là của ta, ngươi là đứa con ngỗ nghịch, đưa miễn tử lệnh bài cho ta. Phụ vương, người đã già rồi, dù người sống sót, người còn sống được bao lâu nữa, thà để cơ hội này cho con. Ngươi là đứa con ngỗ nghịch, ngươi muốn cha chết à? Thì sao, trên chiến trường không có cha con, giờ cái gì là quan trọng nhất? Ta nói cho ngươi biết, mạng sống là quan trọng nhất. Quốc chủ, tất cả đều là hắn. Phụ vương, Tiêu Vô Nhan, ngươi thật sự là tàn nhẫn và điên rồ. Ngay cả con trai ruột của mình, ngươi cũng không tha. Con trai ta, nó ngang ngược với ta, không phải chết thì sao? Chiến trường ta, bây giờ có thể để ta đi được không? Quốc chủ không thể tha cho hắn. Tiêu Vô Nhan có tâm địa của sói, nếu hôm nay tha cho hắn, ngày sau chắc chắn sẽ mang lại họa lớn cho đại hạ của chúng ta. Lợi hại này, trẫm cũng không phải không biết, nhưng có mệnh lệnh từ trên, dù là trẫm cũng bất lực, biết thế là tốt. Tiêu Vô Nhan, trẫm muốn biết, trẫm đã không hề đối xử tệ với ngươi, tại sao ngươi lại phản bội trẫm? Chiến trường ta, ngươi không thấy câu hỏi của ngươi quá buồn cười sao? Ngươi tuy đối với bản vương không tệ, nhưng bản vương cảm thấy không có gì. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ta năm xưa vì Đại Hạ Châu vất vả lập công, nhưng cuối cùng ngươi, một cô gái trẻ, lại có thể lên ngôi vương. Ta lập nhiều công trạng, thế giới này là vậy, kẻ mạnh thắng, ta không phục. Thật đúng là lòng người không đáy. Trần Nguyên, ngươi câm miệng, không có ngươi chắn đường, ta đã trở thành chủ nhân của Đại Hạ. Ngươi nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng sẽ lật lại và xé xác ngươi. Muốn giết ta? Tới đi, ta có lệnh bài miễn tử, ai dám giết ta? Tiêu Vô Nhan, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Ta có lệnh bài trong tay, ngươi dám sao, phải không? Kiếm đến. Trần Nguyên, ngươi muốn gì? Ngươi muốn phản bội tiên vương sao? Ngươi có miễn tử kim bài, nhưng ta có Thanh Hổ Quốc thần kiếm, trên có thể chém vua vô đạo, dưới có thể trừ gian tặc loạn thế, dù là thiên tử cũng có thể một kiếm chém đứt. Ngươi đi chết đi. Tiên sinh giết hay lắm. Đa tạ đại sư huynh giúp chấm trừ hại lớn này. Chiến trường ca, ta xuất kiếm không phải vì ngươi, mà vì thiên hạ này và lê dân bách tính. Nếu một ngày ta phát hiện ngươi gây họa cho bách tính, ta nhất định giết ngươi. Đại sư đế yên tâm, trong thời gian trường ca tại vị, nhất định tuân theo lời dạy của đại sư đế, cần mẫn yêu dân, không phụ lòng đại sư đế. Tiên sinh, tên giả mạo này xử lý thế nào? Có cần ta giết hắn không? Đại hạ có luật pháp, tên bại hoại này phải giao cho luật pháp đại hạ xử lý. Người đâu, đem tên nghịch tặc này nhốt vào thiên lao, chờ ngày xử trảm. Các người đang làm gì vậy?
Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Thế nào, mùi vị của bôi tô Thanh Phong không dễ chịu nhỉ? Là ngươi, Mạc Lão, làm tốt lắm, Vương Vũ, ngươi. Chiến trường ta, đừng tốn công nữa, thị vệ trong điện, bây giờ đều là người của ta, các ngươi cũng đừng cố gắng nữa, đã trúng bôi tô Thanh Phong, dù ngươi võ công cao đến mấy, bản lĩnh mạnh đến đâu, trong vòng 6 canh giờ, cũng sẽ trở thành phế nhân. Ngươi định làm gì, ta muốn làm gì à, thần bây giờ chỉ có một việc có thể làm, đó là xin, quốc chủ nhường ngôi. Vương Vũ, ngươi thật là quá to gan, dám cùng với Vương Bính Kiếm phản nghịch. Vương Bính Kiếm, hắn là cái thá gì chứ, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng, ta lợi dụng từ đầu đến cuối mà thôi. Đã vậy, đến lúc này rồi, cũng nói cho các ngươi biết, chuyện Vương Bính Kiếm phản nghịch là do ta sai hắn làm. Tin tức ngươi bệnh nặng, cũng là ta tiết lộ ra, mục đích là để bẫy toàn bộ những mối đe dọa tiềm ẩn. Tóm gọn hết, ngươi thật hèn hạ, ta thừa nhận ta hèn hạ. Nhưng các ngươi, đã từng nghe qua câu này chưa? Khi ngươi đứng ở vị trí cao nhất rực rỡ, khi đó, sẽ không ai quan tâm đến phương pháp của ngươi tăm tối thế nào. Vương Vũ, làm sao ngươi chắc chắn, ngươi sẽ thắng chứ, ngươi còn giả bộ ở đây sao, ngươi là đế sư thì đã sao, vẫn không phải bị ta đùa giỡn, chạy lòng vòng à, ta giết ngươi. Giao Nguyệt, ngươi tiết kiệm sức đi. Lát nữa ta sẽ giết hắn, sau đó, ta nhất định phải khiến các ngươi, tất cả đều vào hậu cung của ta, ta cũng sẽ khiến các ngươi nếm mùi, sống không bằng chết. Chủ Vũ, ngươi không thể làm được như ý, buồn cười, từ bây giờ, ta chính là quốc chủ đại hạ, toàn bộ đại hạ, đều là của nhà họ Vương. Ngươi sao không bị độc, ngươi con kiến này, có biết không, bi sầu Thanh Phong, chính là do ta nghiên cứu, làm sao có thể ảnh hưởng đến ta, ngươi. Vương Vũ đã chết, hạ khí giới, tha cho các ngươi không chết. Đế sư tha mạng. Chúng ta đi.